Phật dạy rõ ràng là càng bố thí càng nhiều. Vậy thì cái người giàu hiện tại là vì sao ta giàu? Quý vị đừng có nói rằng là cái thứ nó ác ôn vậy, bởi vì ông trời không có mắt nè. Ác ôn vậy mà nó giàu, nó trúng số nữa kìa trời ơi. Còn tôi nghèo mạt riệp mà mong trúng một tấm vé số, không trúng, còn cái thằng nó giàu thiệt giàu nhưng mà trúng số nữa kìa. Đúng là tiền mà cũng nịnh người giàu, tào lao. Nịnh gì nịnh, vì trong mạng người ta có phước thì tự nhiên người ta giàu, chứ làm gì mà tiền nịnh hay chờ có mắt gì. Nói vậy là ma nghiệp chết đó, nghe không? Nên chúng ta phải hiểu cái nguyên lý là do gì. Đời trước người ta bố thí cúng dường nhiều quá, đời này người ta sanh ra đời là cái phước của đời trước, nên đời này không cần bố thí cúng dường mà giàu. Nhưng mà có khi giàu chưa được bao lâu thì nghèo lại là do gì? Hưởng phước nhiều quá mà không biết thương người. Nên những đức nói một câu rằng là lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, lấy đạo đức làm của theo ta vạn đời. Thấy không? Nhiều người giàu thời đại hôm nay đều là họ không nghe giáo dục, nên họ lấy vật chất làm của, thì cuối cùng gia đạo của họ chưa được bao lâu thì sụp đổ là do gì? Trọng vật chất mà không trọng đạo đức làm người. Nên người xưa dạy mình là lấy đạo đức làm của theo ta vạn đời. Vì con người có đạo đức thì sẽ biết hiếu thảo với cha mẹ, biết hòa thuận với anh em, và vợ chồng sống hạnh phúc, và đối với mọi người biết thương yêu. Từ nơi đó mà phước tăng thêm phước, nên của theo ta vạn đời là nhờ phước tăng thêm phước. Còn người giàu này mà không nghe giáo dục thì chỉ biết thu gom mà không biết thương ai, nên hết phước rồi thì giống như xây nhà trên cát biển đông, nó sẽ sụp đổ đó. Nên những đức mà tính ra cái cách mà mỗi từng chư tăng ni về đây mà những đức dùng cách này là hay lắm. Những đức nói thật sự trong lòng những đức nghe, đã lo cho mấy trăm người già là những đức tính toán kỹ lắm cho con người ta, chứ không đơn giản đâu quý vị đó. Nên cái gì những đức sắp xếp, tuy những đức trẻ nhưng những đức nghĩ kỹ lắm á. Thật sự mà nói, nếu mà mình mà không lo cho một đạo tràng nghe, chúng ta có cuộc sống chúng ta lo cho mình phần nhiều mà nó không bằng pháp vị đó quý vị. Những đức tặng quý vị chiếc máy, quý vị chúng ta cùng chung tay, quý vị khuyên người niệm một câu Phật hiệu tặng cho anh ta chiếc máy. Có khi mình tặng cho anh ta chiếc máy mà anh ta cúng dường cho mình còn hơn tặng chiếc máy đó nghe. Chiếc máy 200.000 mà có khi quý vị cúng dường cho anh ta chiếc máy mà anh ta cúng dường quý vị 2 triệu á. Không đơn giản đâu á. Thôi tự nhiên mình tặng cho anh ta chiếc máy nó quý lắm, mà ta vì người ta nghe rồi ta ơn nghĩa, ta nhớ mình mãi mãi luôn á. Hay lắm. Nên nó chưa tăng ni những đức dùng cách này là đặc biệt đó, số 1 luôn. Còn nếu như mỗi tuần đến đây mà cúng dường bao tư 200.000, nhiều Phật tử ta nói rằng sao về đây cúng dường tiền, không bây giờ những đức tặng pháp cho quý vị đó. Quý vị đem pháp này đi tặng cho người khác đi. Nó suy nghĩ nó đúng là hai bên đều thù thắng. Nên mỗi tuần chưa tăng ni về đây niệm Phật, chúng ta cặn tử nghiệp gặp nhau ở thế giới cực lạc đi quý vị. Gặp ở thế giới cực lạc đi. Nói rõ người chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, tức thì Quán Âm Thế Chí thường theo bảo hộ như bóng theo hình, cũng giống như bản thân hoặc thiện trí thức vậy. Nó thấy chưa? Vì sao? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là hai vị tả hữu bên cạnh của Phật A-di-đà. Mà quý vị lại niệm bổn tôn là A-di-đà Phật thì hai vị này sẽ ở bên cạnh quý vị để phò hộ như bóng theo hình. Đặc sắc chưa? Vì các ngài có cái nguyện này đó, chân thật mà niệm Phật thù thắng lắm. Nói rõ đời này được lợi ích như vậy, sau khi mạng chung sẽ sanh vào nhà chư Phật, tức là vãng sanh tịnh độ, đến Tây Phương Cực Lạc, được nghe pháp thường xuyên và lâu dài, trải nghiệm mọi sự và cúng dường, nhân quả viên mãn, thế thì chỗ ngồi ở đạo tràng có thể thiếu được sao? Đang ngồi ở đạo tràng niệm Phật mà tương lai sanh trong nhà Như Lai. Mỗi một người đang ngồi ở đây nghe tịnh độ một chút cùng lễ Phật là tương lai chúng ta sanh trong nhà Như Lai. Nhà Như Lai nào? Phải nói rõ, nhà của Đức Phật A-di-đà đó. Mỗi ngày chúng ta sẽ gặp bên cạnh lão sư, đó là Phật A-di-đà, ngày thuyết pháp chúng ta nghe. Bạn lành là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và Thánh Chúng. Và chúng ta đủ năng lực nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà đi tha phương pháp giới. Ôi, ở đây mà từ ở Đồng Nai
hay là tỉnh nào mà đi lên đây phải thuê xe cực lắm đúng không? Đi mà còn lạng đường thành phố nữa, khi kẹt xe nữa, hít khói muốn le lử luôn đúng không? Cố gắng chịu cực mỗi tuần đi đến đây tu, rồi tương lai về thế giới cực lạc trong một ý niệm véo. Tới chỗ rồi đó. Vì nhớ nghe, trong một ý niệm mà đã đi mười phương khắp pháp giới để mà cúng dường chư Phật thật. Quý vị đi đến chùa này lễ Phật quá chàng luôn, mà nhìn tượng Phật gì đâu, đứng chơi chơi không nhúc nhích gì chân. Chúng ta đây là phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khi về thế giới cực lạc chúng ta đi cúng dường Phật là Phật thật ở mười phương pháp giới. Trong một ý niệm là chúng ta đã đi tha phương pháp giới để cúng dường chư Phật thật. Và quý vị thuyết pháp là pháp âm vang dội, bậc A-la-hán không có thể nào có thể đo lường được pháp âm của người ở thế giới cực lạc. Thiệt quá tuyệt. Những người ngồi trong đây là tương lai ngồi ở đạo tràng Phật A-di-đà. Chúng ta đều phát tâm vào đạo tràng Phật A-di-đà. Nói lúc này đến cái đoạn này nó hừng hực trong tâm quý vị ơi. Mát mẻ luôn á. Tự nhiên nó có một cái gì nó mát mẻ lắm luôn á. Đúng là giảng tịnh độ này tuyệt thiệt, thích thiệt. Càng giảng càng thích. Mới hồi sáng một buổi, bây giờ buổi nó vẫn là hừng hực cái tâm, không biết nói cái gì nữa chứ. Nó cái gì mà nói hoài vậy thầy? Thì kêu người ta niệm A Di Đà Phật thôi, mà sao thầy nói hoài vậy? Vậy mà người ta không chịu, người ta thích nói gì nè, rồi người ta mới chịu niệm. Nó tại vì nhiều căn cơ, nhiều con người mà. Nên từ nơi đó một câu Phật hiệu thù thắng lắm quý vị ơi. Hồi mấy trăm con người sống trong đây mà người ta mỗi ngày an lạc, mà mấy bà già 80 tuổi mà phải re. Quý vị coi mà cái chương trình mà sinh hoạt của Tổ Đình Hộ Pháp đó thấy không? Bà già 80 mấy tuổi bà ca cái bài hát mà đêm qua em gặp Bác Hồ, râu bạc dài tóc bạc bạc phơ. Thì biết rằng nó bị coi tao nó vui, đừng có nói đó, bà già tám mấy tuổi hát trang điểm đồ má hồng đồ đàng hoàng luôn, đầu chọc nhưng mà có một cành bông trên đầu, đặc biệt thiệt. Đúng là một cái chương trình đặc biệt, đơn giản mà vui vô cùng, vui mà có pháp vị. Chương trình này bây giờ đang hưng khởi, chương trình sinh hoạt một tháng một lần ở Tổ Đình Hộ Pháp. No. Mấy bà cụ bà có cái dịp để mà chỗ tài, có dịp chỗ tài. Rồi có bà cụ cũng là 80 mấy tuổi mà hát cái bài tịnh độ là đây á, bà hát đến cái cuối cùng rồi, nghe bà hết hơi rồi mà còn ba câu A Di Đà Phật mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, 80 mấy tuổi niệm xong cái bài hát đó rồi còn ba câu bằng hiệu bà niệm á, là bà dùng hết năng lực niệm. Xong những đức nhìn bà, những đức nói à, ba câu Phật hiệu này là ba câu Phật hiệu kết thúc cuộc đời của bà, khi cận tử nghiệp từ một niệm cho đến 10 niệm vãng sanh đây. Không ngờ bà đã đưa lên một cái mô hình khi cuối cuộc đời của bà. Nếu mà cuối cuộc đời của bà, cụ Văn nghe, bà đó tên bà Văn, nếu cuối cuộc đời của bà mà bà có thể niệm ba câu này, chỉ cần một câu thôi, A Di Đà Phật, là Phật A Di Đà đã đến rồi. Nhưng cho bà niệm thêm hai câu nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi câu thứ ba là ở cực lạc. Đây là trong kinh giáo Phật dạy đó. Câu đầu niệm A Di Đà Phật, câu thứ hai là ở thế giới cực lạc. Khoảnh tay co duỗi đã đến liên trì rồi bạn à. Nó một câu Phật hiệu mà thành tựu như vậy đó. Vì một câu Phật hiệu này khi cận tử nghiệp với vị niệm, dù là chưa đạt công phu, nhưng vì cái nguyện của Đức Phật A Di Đà nên Ngài đi vào tâm của quý vị và thuyết pháp trong tâm quý vị cho quý vị nghe. Và quý vị không còn thấy cái cảnh nghiệp quả lôi kéo, nên quý vị an lạc vô cùng. Và Ngài dùng thần lực thị hiện ra thân sắc của Ngài bao quanh quý vị thấy toàn bộ Phật A Di Đà. Nên hàng thánh chúng
thì vui vẻ vô cùng, nên quý vị tỉnh táo, và lúc đó quý vị không bị nghiệp quả thôi thúc làm quý vị mê sảng nữa, mà quý vị tỉnh táo vui vẻ nở nụ cười. Vì sao? Vì thấy Phật A Di Đà tiếp báo cho mình nghe, và Ngài dùng thần lực thị hiện bao quanh mình để mà so đầu mình và phóng quang nhiếp thọ mình, nên cái cảnh giới công phu tăng trưởng, tỉnh táo vui vẻ và niệm câu Phật hiệu cuối cùng chào mọi người tôi đi. Đặc biệt quá. Ôi nghe như thế này mà 1.5 tiếng đồng hồ mà nó qua một cái veo. 1.5 tiếng rồi đó. Nào, thì thấy rằng là nó hừng hực cái tâm người niệm Phật. Có những người mà ngồi trong đây mà khổ cùng cực luôn, bây giờ nghe ông thầy nói vậy con có tương lai giảng sanh không thầy? 100% bà giảng sanh. Bà chịu niệm Phật là bà giảng sanh. Nên cái động tác những đức mà giảng pháp có khi không ai mà giảng pháp vậy chứ. Ôi có khi mà quý vị biết buổi sáng những đức mà chia sẻ Phật pháp nghe một câu ai Phật niệm đến cùng, có khi làm gì nè. Ở dưới hết hồn luôn á. Quý vị biết nó hừng hực trong tâm mà. Ít ai mà ta giảng mà. Người ta là nhẹ nhàng chứ, trời, cái diễn mà, cái thuyết pháp là diễn mà, cái động tác của người ta là cái tay người ta cũng đẹp nữa phải không? Còn mình là cái gì nó cũng xấu như ma rồi, mà diễn sao nó cũng xấu nữa. Thôi mày kệ mày luôn đi. Cái miệng rộng rồi bây giờ có bẻ cỡ nào đi chăng nữa cũng hà hà. Chứ nó có đẹp gì đâu, còn tay quý vị coi này cong quẹo à. Ngón tay đâu có ngồi viết, không có tròn trịa chứ. Dù có cố gắng đi chăng nữa. Màn chút rồi được. Cong quẹo rồi thấy chưa? Đã là xấu rồi thì diễn cái gì bây giờ? Người ta đẹp thì ta diễn, kệ người ta đi. Còn mình xấu thì mình diễn hết lòng thôi. Gọi là hát hay không bằng hay hát. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà khán giả người ta cũng thương mình, ta tội nghiệp mình nên ta ngồi. Ta tội nghiệp mình quý vị biết không? Anh thấy mình quá nhiệt tình ngồi giảng sức mồ hôi hột, mà trời tội nghiệp thầy cũng giảng mà. Tội nghiệp với mặt mày hốc hác á, nói mà khô khan mặt mày luôn, tội nghiệp thầy quá. Thôi kệ, mình vỗ tay một cái coi, mình cười rồi chú. Cười vỗ tay rồi chú, đau động viên tinh thần không coi chứ. Không giảng gì đâu mà tiếng gửi ủng hộ xanh xao mặt mày cho tội nghiệp quá. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình nhiệt tình nên ta thương mình mấy vị ơi. Mình đâu hay ho gì đâu. Nên cách diễn sức của mình là nó vô duyên lắm. Mà nhờ niệm Phật, chắc nhờ Phật nó phóng qua sao mà nó cũng có được chút duyên mà. Người ta tiếp nhận Phật, Phật A Di Đà gia hộ. Chắc mình giảng mà mình tán thán ngày kiểu này, chắc ngày trên ngày chiếu chiếu vô sọ đầu mình quá. Trí tuệ phát sinh chứ quý vị, nói chuyện gì đâu mà nó không dám. Nó tỉnh nữa chứ, nó khỏe nữa. Chị thấy hơi khỏe không? Ca sĩ hát vài bản thôi lên. Con này 1.5 tiếng đồng hồ mà tiếng càng rõ thêm nữa. Nó bị biết rằng tỉnh táo, mắt chớp chớp nữa chứ. Mắt chớp chớp mới chớp quý vị được. Chứ nếu mà mắt trên đây mà nói chuyện mà mờ y Phật tử. Ở dưới chắc mơ quyền mờ ngủ hết luôn. Nên từ nơi đó mà mới nói mà miệng nói mà tai chuyển ẹo tới ẹo lui, họ đúng là cái diễn sức của mình ông thầy vô duyên thiệt. Nghe mình mới thấy, rồi không nghe thì chưa thấy tướng đâu. Bởi vì những đức nói rằng là dùng âm để độ sanh. Còn mình mà dùng tướng để độ sanh thì coi chừng người mới nghe chạy mất dép. Nên bữa đó có một khoái đoàn, người ta chưa biết tu gì chứ, mà có một bà trưởng đoàn thôi mà bà thích những đức, bà nghe những đức bà thích á, bà dẫn 70 người đến đây tu. Xong á. Quý vị biết rằng á, bà nói thầy ơi, thầy ra thầy chào quý Phật tử đoàn con cái, thì thầy những đức nói không nên gặp họ. Sao kỹ trời, cứ xa đến như vậy mà sao thầy không gặp kỳ cục cái thầy? Đừng nên gặp họ lúc này. Sao ạ? À? Sao thầy? Gặp họ lúc này họ sẽ bỏ chùa không đến nữa. Thôi được rồi, tặng cho họ mỗi người chiếc máy nghe pháp đi. Thôi thầy đi đường sau thầy về nghe. Vì sao? Nhìn cái dáng người mình nó hung bạo mà mặt mày nghinh ngang, tướng tá xấu xí, miệng rộng mỏ nhọn, kinh khủng như vậy mà giới thiệu chi?
cầm chiếc máy về nghe đi, nghe rồi ăn tình. Ăn tình rồi khi họ đến đây họ gặp mình cái, dù mình có xấu cỡ nào đi chăng nữa, thấy thầy tội nghiệp quá à. Thấy không? Vì nó ăn tình rồi đó, nên cái tướng của những đức ấy, cái tướng mà hướng chúng sanh khó lắm, mà âm thì hướng chúng sanh dễ. Vì cái âm những đức là nó thẳng quá và nó nhiệt tình quá nên nhiều người nghe người ta tiếp nhận. Mà cái dáng những đức thì nó quá xấu nên cái dáng độ sanh khó. Còn cái âm thì có thể hướng chúng sanh được. Nó nên người về đây đừng có gặp những đức dẫn đoàn, đừng có gặp chi, cứ nghe từ xa, họ cứ nhón nhón họ nhìn, nhìn cho tức chơi. Xong mình tu xong mình đi về phòng, họ hổ đến đây bao nhiêu lần mà không gặp ông thầy, tức quá trời tức, tôi phải đến đây nhiều lần nữa. Cuối cùng họ nghe đến lúc mà nó thấm rồi, nó vui rồi, nó an lạc rồi. Lúc đó gặp một cái, ồ thầy đó hả? Thấy không? Ừ, đây là cũng một phương pháp hay đó nghe. Nên á, quý vị nghe gì rồi, quý vị thấy không? Càng tu phải càng tự nhiên, càng đơn giản. Nhớ nghe, càng tu phải càng tự nhiên và càng đơn giản. Và chúng ta tu về sau càng lâu thì chúng ta phải trở thành một con người bình thường luôn. Và trở thành con người mà gần ai cũng được hết. Và mình phải là người lép nhất. Phải tập như vậy đó. Thì cái nhân duyên giúp chúng sanh của vị rất rộng. Nhớ nha. Một câu Phật hiệu này nên siêng năng mà niệm. Nên siêng năng niệm một câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu này nên siêng năng niệm. Và nên siêng năng niệm một câu Phật hiệu này. Thấy không? Đã thương rồi, nói cái gì cũng vỗ tay cũng cười được hết trơn á. Chứ nếu mà nó không quý rồi nghe cái này là ông bà trợn gì nói hoài vậy. Tôi một câu Phật hiệu này nên niệm. Nên niệm một câu Phật hiệu này. Quý vị thấy không? Chỉ có khuyên niệm thôi mà quý vị cũng cười được rồi, thấy chưa? Mà bao nhiêu con người đang cười trong đây, đố quý vị mà không cười được đó. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mỗi tuần không về đây thì chắc chắn sẽ lộ. Thấy chưa? Nó nên tất cả chư tăng ni ủng hộ những đức như vậy là quý vị có phước duyên thù thắng rồi đó. Có những người sanh ra đời thì cả cuộc đời sống cũng rất là tốt. Còn có những người sinh ra đời thì cả cuộc đời lam lũ khổ đau, từ khi còn nhỏ cho đến khi tuổi già. Đây gọi là phước báo bất đồng, nhân quả bất đồng của mỗi người. Tự gieo nhân thì gặt quả. Nếu mà chúng ta không nghe Phật Pháp thì chúng ta sẽ than trời trách người, trách số phận, vì sao cuộc đời tôi sinh ra đời mà xấu số như vậy. Mà càng trách số phận chừng nào thì cái khổ nó càng chắc chồng lên chừng đấy. Nên người tu hành của mình là nhờ nghe được Phật Pháp. Nghe được Phật Pháp mà nó giải mã cái tâm buồn khổ đó. Chỉ có Phật Pháp mới giải mã được cái tâm đó. Nên trong kinh Phật mới dạy là pháp thí thắng mọi thí. Thí dụ như quý vị, nếu mà mình không nghe pháp làm sao mình chịu ngồi niệm Phật đau chân, chịu lễ Phật. Nên nghe pháp để kích động mình niệm Phật, lễ Phật, lễ Quan Âm, niệm Quan Âm. Chứ nếu như mà mình không nghe pháp, người ta không chịu lễ. Vì con người mình nó hiểu mới chịu làm, chứ không hiểu là không chịu làm á. Thí dụ như đạo tràng niệm Phật cũng nhiều, nhưng tại sao đạo tràng này nhiều người đến niệm Phật? Quý vị phải ký vào tâm họ cái chỗ niệm Phật thù thắng. Chính họ hành trì và chính quý vị phải hành trì. Hành trì có lợi ích. Hướng dẫn họ, họ hành trì có lợi ích. Một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn ngàn, ngàn đồn 10.000 là do ngay cái chỗ là hành trì có lợi ích, người ta mới đồn nhau được. Khi mình nghe như vậy rồi thì quý vị mới biết được rằng là nghe pháp là chỗ quan trọng. Mỗi một người chúng ta nếu đi học đạo mà không nghe pháp gì thì chúng ta mù tịt, không biết gì chứ. Cái hành vi sai lầm của mình nó nhiều lắm, nó là chủng tử nhiều đời nhiều kiếp. Từ nơi đó mà mình nghe pháp là nó gọt rửa cái tâm xấu của mình từ từ. Rồi bắt đầu là tiếp tục mình lấy cái pháp niệm Phật, mình niệm để nhớ Phật.
Để những cái ý niệm khởi lên không phải nó bị dập tắt là nhờ nhớ Phật thường xuyên, nên những cái ý niệm xấu nó không khởi được. Con người mình đi làm xấu là do vì cái ý niệm xấu trong tâm mình nó phát lên mà nó đi làm xấu. Bây giờ mỗi ngày mình niệm Phật xuyên suốt thì cái ý niệm xấu nó giảm tối đa. Mà ý niệm xấu mà nó giảm rồi thì cái hành vi xấu nó sẽ giảm. Cũng như bây giờ những đức giảm làm xấu là do vì cái ý niệm nhớ Phật nó nhiều. Còn ngày xưa những đức chưa tu, những đức làm xấu dữ lắm, hư hỏng. Tính tình của mình nó nhiều cái không phải lắm. Mà bây giờ nó cũng còn, mà nó giảm một phần nào là nhờ mình niệm Phật thường xuyên. Nên câu Phật hiệu này niệm thường xuyên rồi nó nhắc nhở mình đoạn ác tu thiện. A là vô di đà là lượng, Phật là giác mà. Con người dù có mê hoặc điên đảo cỡ nào đi chăng nữa mà nghe câu Phật hiệu và niệm câu Phật hiệu giết rồi thì cái tánh giác làm Phật của mình cũng phát triển. Phải nhớ đó. Nên từng chủ nhật nào quý vị về đây, chúng ta cũng nghe được việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cứ nghe hoài, nó bồi dưỡng pháp môn tịnh độ cho sâu từ trong tâm mình. Thứ sáu tuần này, chương trình của người mù. Chùa mình giờ tổ chức chương trình người mù, cả ngàn người mù. Những đức thấy rằng tổ chức chương trình người mù, mình thấy cuộc đời mình hạnh phúc hơn người ta nhiều quá. Dù mình có nghèo, mình có khổ cỡ nào chăng nữa, nhưng mà mình sinh ra đời mình cũng đầy đủ tai chân mắt mũi quý vị. Có những người mù mà quý vị biết rằng lỗ tai họ quéo lại rồi, cặp mắt họ dính sát vào mặt, sát lên hết. Mà nhiều cái tướng người mà tật nguyền nhìn tội nghiệp lắm. Số lượng gần 1.000 người đó là 1.000 cái nghiệp bất đồng, nên hiện tướng bất đồng, thấy không? Nên bây giờ chương trình người mù, mỗi lần tổ chức có những đức lựa ra khoảng chừng 60 người mù mà nặng nhất. Thí dụ như quý vị đi đến đây, nhiều người mù vậy, quý vị nhiều lúc muốn cho người ta 100 bạc, nhưng mà đông quá không có tiền đủ cho. Bây giờ những đức lựa ra 60 người mù mà tệ nhất luôn á, mù te tua tả tơ luôn á, mù mắt mà còn tay chân bị tật nguyền nữa. Đó, lựa ra 60 người nó ngồi trên gần chỗ những đức nè. Rồi quý vị nào mình phát tâm mình cho người ta 100 bạc, cái đó cũng là mình có cái tâm thương những người khổ của mình. Mà họ cũng có cái chủng tử niệm Phật, họ mới đến đây, họ ngồi mấy tiếng hồ họ niệm Phật quý vị ơi. Đó. Vậy thì ai đi đến đây mà quý vị muốn chia sẻ tấm lòng mình với họ là làm được đó, đúng không? À, như đức tính là vậy đó. Rồi đợt sau có những đức lựa một cái nhóm người mù mà te tua tả tơ khác. Vậy đó. Vậy thì quý vị sẽ phát tâm được. Còn cái lọt người 1.000 người mình làm luôn, một lọt người 1.000 người có khi làm nổi. Nó nên phải tìm cách để cho người ta giúp người, chứ không phải là giúp mình mà là giúp người khác á. Mình có cơm ăn áo bạn rồi, người ta thiếu cơm ăn áo bạn. Đó. Nhưng mà những người khiếm thị này hay lắm, họ biết niệm Phật. Họ niệm Phật mấy tiếng hồ á, lụm cụm vậy đó. Có những người mà người ta làm trưởng đoàn dẫn người mù đi. Quý vị làm cái việc này là công đức thật sự đó quý vị. Chồng người thù thắng nhất. Nhớ. Gieo cái duyên cho người ta nghe được Phật Pháp, đây là thù thắng nhất. Nên Phật có nói trong kinh là được thân người là khó, mà gặp Phật Pháp thì càng khó mà. Rất là nhiều người có thân người nhưng mà người ta đâu có tin Phật Pháp đâu. Nhiều người ngồi trong đây mà tin Phật Pháp, mà ngồi trong đây chịu nghe Pháp á, là do cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp đã tu rồi, bây giờ gặp lại duyên này là tiếp nhận. Chúng ta thấy rất là đông người từ chánh điện dưới, chánh điện trên đầy kính hết trơn á, là những người ngồi ở đây quý vị thấy đông như vậy, nhưng mà thật sự là quy tụ rất là nhiều tỉnh thành mới được cái số lượng này, chứ đâu phải đơn giản đâu. Chứ đâu phải có một cái thành phố là Vũng Tàu hay là một cái tỉnh nào đâu, mà là nhiều tỉnh thành, từng đoàn xe tập trung về mà mới đông vậy.
Mà trong đây là nhiều người biết tu ngồi chung với nhau nên nó kết thành một cái từ trường, quý vị thấy nhẹ nhàng lắm. Từng này quý vị về, quý vị thấy tổ đình hộ pháp á, hoàn cảnh bữa nay mát mẻ quá ha. Cái bữa mà đổ bê tông ở đây quý vị, bữa đó trời mưa, những đức thấy hòa thượng mình ngày ngồi ngoài mưa, chắc ngài nguyện cho thôi mưa mưa nhỏ nhỏ thôi chứ mưa lớn quá hư cái nền bê tông của tôi, để cho quý Phật tử người ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Hòa thượng mình ngày 78 tuổi, ngài là trưởng ban trị sự ở đây mà ngài ngồi ngoài mưa, ngài coi đổ bê tông quý vị, coi đổ bê tông á. Thì thấy chúng ta nghe chỗ này rồi trong lòng mình cũng cảm thấy xúc động quý vị. Hòa thượng ngài nói những đức một câu rằng là tôi về chùa hộ pháp, tôi thấy người ta lễ, người ta chui gốc cây người ta lễ á, nên tôi dọn chỗ đó để cho phải quý Phật tử người ta lễ cho nó mát mẻ, rồi càng ngày càng đông nữa nên lễ nguyên một cái sân rộng rãi. Quý vị thấy là cái tổ đình hộ pháp chúng ta mà cái sân lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này là cái sân số 1 rồi đó. Quý vị đi, quý vị coi có cái sân chùa nào mà lớn cỡ này không quý vị? Quá lớn luôn rồi đó. Cái sân chùa chúng ta bây giờ là chứa khoảng cỡ 16-17 ngàn người quý vị. Cái sân chùa chứa 16-17 ngàn người á, sân này á. Đó. Đây là sân chùa đặc biệt lớn mà thoáng đẹp. Tượng Phật á, hòa thượng hôm qua đem qua sắp xếp sẵn hết. Toàn bộ là hòa thượng đứng chỉ đạo sắp xếp mới nhanh làm được như vậy quý vị. Những đức không biết làm cái gì hết luôn. 78 tuổi rồi mà cống hiến như vậy quý vị nghĩ. Chúng ta không phát tâm đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, giống như bây giờ nồi cơm nấu chín rồi, đem nồi cơm ra tới chỗ đưa cho mình kêu bớt cơm đi để ăn, mình nói làm biến bớt quá à. Rồi bắt đầu là bớ cơm ra chén, nói ăn đi, mình nói làm biến múc cơm quá. Rồi bắt đầu là đút cơm tới miệng, kêu hả miệng ra, mình nói làm biến hả miệng quá. Vậy chịu thua rồi chứ sao giờ. Đó. Chùa xây cực xây rồi, mặt bằng làm sẵn, tượng Phật đặt sẵn, niệm mua sẵn, có người hướng dẫn, lo đài bắt sẵn, chỉ về lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, bận quá. Và ngồi suy nghĩ nha. Ngồi suy nghĩ đó. Nên chúng ta về đây mà ngồi ở trong chánh điện, chúng ta ngồi ở dưới nhà ăn, thì quý vị biết rằng là công sức hòa thượng, công sức của nhiều sư huynh trước người ta làm bao nhiêu công sức. Thí dụ như chúng ta xây một căn nhà đi, có khi chúng ta cũng bị chạy tay chạy chân chảy máu, không chi là xây một ngôi chùa to, làm gì không có người chạy tay chạy chân chảy máu. Cái này là nói chảy máu nha. Còn cái việc mà tiền của đổ vô thì biết bao nhiêu mà nói nữa. Nên chúng ta phải nhớ ơn. Cái chỗ này là chỗ xác thực, quý vị công nhận không? À, rất là xác thực. Nên nghe như vậy rồi nên phát động phong trào. Tuổi hòa thượng ngày lớn rồi, ngày thấy quý vị về tu lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, trong lòng ngày thương và cảm động. Hòa thượng nói rằng là lễ Bồ Tát Quán Thế Âm họ lễ đẹp, lễ điều đặn. Quý vị biết rằng chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm của mình là cái điệu lại này á, là của người đi trước đã lễ rồi. Toàn bộ là của người đi trước. Nhưng chúng ta chỉnh sửa cái thời gian lễ lại, quý vị thấy phù hợp quá, phù hợp luôn. Nếu mà 1 giờ khuya thì quý vị thấy ngủ gà, ngủ gật, nằm mệt mỏi vô cùng gì cả, đêm nó khó ngủ. Mà 1 giờ lễ, nhiều khi đang lễ mà nó buồn ngủ quá lễ không nổi. Nhưng mà cái thời gian buổi chiều 6-7 giờ là quý vị thấy đi đến đây hình như là ai cũng lễ được. Nên cái thời gian phương pháp lễ đã hay rồi, mà thời gian phù hợp lấy phương pháp này đắp vào thời gian phù hợp thì quý vị đến đây ai cũng lễ được Bồ Tát Quán Thế Âm được tròn vẹn. Chuyến đi của quý vị là xứng đáng, vì ai cũng lễ được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên những vị trưởng đoàn nên phát động phong trào tập trung người đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm để nghe nguyện lực của Đức Phật Di Đà, để mỗi người biết niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đặc biệt, quá đặc biệt đó.
Bên Đại Tùng Lâm thì rộng rãi vô cùng, sẵn dẫn người ta đi qua đó lại, mà còn đi tham quan chùa Đại Tùng Lâm bên nữa. Bên Đại Tùng Lâm thì nhiều kiển chùa đẹp chúng ta được tham quan đó. Nên á, nghe gì rồi khắp nơi người ta nghe rồi. Bây giờ người ta đang chuẩn bị xe dừa nè, chuẩn bị xe dừa đó. Có cô kia, cô lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị biết rằng đi lần đầu được người ta rủ đi. Đến không ngờ được mình lễ 500 lại, mà không ngờ lễ 1000 lại luôn. Rồi xong viết cho Nhân Đức một lá thơ, cổ gỡ Nhân Đức đọc lá thơ, xúc động vô cùng. Người nào trong đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị biết cái cảm giác khi lễ xong mình cảm giác nó mừng mà rơi nước mắt. Không đơn giản đâu. Mừng lắm. Cái lúc mà lễ xong 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó, có những người dù mỏi ngồi trong đó nhưng mà cái cảm giác hưởng cái từ trường từ bi tha thứ của Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, họ cũng hưởng được cái từ trường đặc biệt tốt nữa. Dù là lễ không nổi hết mà ngồi trong đó thôi, vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát xá xá vậy thôi đó ngàn vậy mà cũng hưởng từ trường tốt nữa. Tại vì tâm con người ngồi trong đó phần nhiều đều là cái tâm thiện, mà nó kết là thành một cái từ trường đông người như vậy thì thành một cái mảng thiện nhiều. Mà chúng ta hưởng một cái từ trường thiện như vậy thì cái cảm giác nó ấn vào tâm chúng ta là thiện tâm, thì lúc đó cái tâm ác nó không khởi được, thì tức khắc là sanh phước. Con người chúng ta mà tổn phước là do vì cái tâm ác nghĩ ngợi. Còn con người chúng ta mà sanh ra được phước duyên á, là do vì nghĩ phước nên nó sanh phước duyên. Còn con người chúng ta mà tổn phước là do vì chúng ta nghĩ ác mà nó tiêu phước của mình đó. Nên ở chỗ này mình đi đến đây ngày Chủ Nhật rồi những ngày lễ mà cái nơi chuyên tu nghe, là quý vị toàn bộ tu phước đó. Ngồi đây mà nghe như vậy thì cái tâm mình nó cũng hiền nữa. Thí dụ như mình đi ra chợ, đi cái chỗ mà bán cá, bán thịt heo đồ, cái chỗ mà nói chuyện sùm đi, tự nhiên cái tâm ác lúc đó nó khởi lên nha. Nhưng mà bây giờ đang ngồi ở đây là cái tâm ác nó không khởi được. Mà không khởi tâm ác thì khởi cái tâm thiện. Mà khởi cái tâm thiện mà thiện nhất là khởi cái tâm A Di Đà Phật. Từ cái tâm thiện này mà phước tăng, nghiệp tiêu. Nên từng Chủ Nhật nào chùa mình cũng đông người, chắc chắn rằng là người ta đến đây có cái sự lợi ích và niềm vui rất là lớn. Cứ tán thán hoài câu A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng là câu A Di Đà Phật này nghe, giải quyết tất cả những vấn đề khổ đau cuộc đời của mình đó quý vị. Cô nào bị chồng bỏ chồng chê thường nên niệm Phật, chồng mê lỡ liền. Một câu Phật hiệu này giải quyết rất là nhiều cái khổ đau của ở thế gian này. Nếu chúng ta mà không gặp Phật Pháp nghe, khổ càng tăng thêm khổ, chồng thêm khổ. Giống như cái gông mà còng thêm cái cùm vô thêm nữa. Gông cùm cùm gông vậy đó, xiết xiết vô luôn thêm thêm nữa. Thấy không? Từ nơi đó mà gặp Phật Pháp là điều chân quý lớn nhất. Nên mỗi một người chúng ta ngồi ở đây phải chân quý gặp được Pháp Môn Tịnh Độ. Phải nhớ nghe một câu A Di Đà Phật này giải quyết rất là nhiều vấn đề khổ đau trong tâm của mình đó. Trong tâm của mình mỗi ngày nghĩ cái chuyện buồn khổ là do gì? Nó không có một cái pháp tu. Bây giờ nó có một cái pháp là niệm A Di Đà Phật thì tức khắc niệm lâu ngày thì cái tâm mà nghĩ khổ đau đó nó giảm dần thì nó hết khổ. Còn nếu như nó không có một cái pháp tu, không có cái pháp niệm Phật thì tức khắc là cái tâm nghĩ khổ đau nó chắc chồng khổ đau chồng lên thì khổ càng thêm khổ. Còn bây giờ quý vị nghe Phật Pháp rồi, từ từ nó giảm bớt cái tâm nghĩ khổ đau đó thì tức khắc nó hết khổ. Có nghĩa là quên khổ thì hết khổ, mà nhớ Phật thì quên khổ. Đặc biệt như vậy đó. Mà muốn quên khổ thì phải niệm Phật thôi mới quên khổ được. Nên những đức nói rằng là một câu Phật hiệu này giải quyết nhiều vấn đề lắm, rất nhiều vấn đề. Hôm qua những đức gặp một cái cô này hình như đoàn Tiền Giang lên á. Cô gặp những đức, cô nói rằng là gia đình mới có người mắc nên buồn khổ quá. Khi ngồi nói chuyện, những đức nói rằng là cô ơi, cuộc đời con người ai đến thế gian này rồi chúng ta cũng phải chết thôi. Cái chuyện ra đi về cái chết là cái chuyện là dĩ nhiên, ở đây là vô thường, ai cũng không tránh khỏi đâu cô à. Nhưng bây giờ mình thương người thân mình, người thân mình có người chết đi, chúng ta phải làm điều gì để lỡ cho mình lỡ cho họ chứ. Cô khóc họ đâu có sống lại được đâu.
mà cái sự khóc lóc của mình làm cho cái linh thức người ta càng khổ thêm đó quý vị à. Nếu chúng ta thương người thân của mình thì khi người thân mình mất đi, chúng ta nên làm những điều tốt, hoặc là tụng kinh niệm Phật cho nhiều để hồi hướng cho người ta. Trong 49 ngày ta được hưởng nhiều lắm. Biết rằng là người thân mình mất thì ai mà không nhớ thương, nhưng chúng ta nên gói gọn lại để làm những điều gì có lợi ích cho họ thì hay hơn. Khóc không có giải quyết được vấn đề cho người đã chết, mà cũng không giải quyết vấn đề cho người còn sống nữa. Nó chỉ là cái hình thức, nó không có cái kết quả lớn thù thắng. Phải nhớ, từ nơi đó mỗi một người chúng ta khi nghe được Phật Pháp rồi, gia đình mình mà có người mắc có hậu sự gì đó, thì mình nên làm việc gì? Niệm Phật. Và chúng ta nên làm những điều thiện gì để hồi hướng cho họ. Đây là chỗ thù thắng nhất mà giúp cho người thân của mình. Những đứa ngồi nói chuyện với cô thì mình thấy cái tâm tư cô nó nhẹ nhàng lại liền. Rõ ràng quý vị biết rằng là chúng ta khuyên nhiều người, thì bây giờ chúng ta khuyên một người tự nhiên nó có cái lực khuyên. Vì sao? Vì mình khuyên được nhiều người, người ta chuyển tâm, người ta tu hành. Thì bây giờ gặp một người thì tự nhiên mình dùng cái năng lực mà khuyên nhiều người đó, mình khuyên một người này là đủ duyên nữa, thì tự nhiên khuyên người này cái là chuyển tâm rất là nhanh. Cũng là một câu đó, nhưng mà gặp một người khác nói thì người ta lại không nghe. Mà quý vị nhờ một người mà người ta khuyên được nhiều người nói, thì tự nhiên người ta nói người đó nghe, là nhờ cái lực của công chúng, mà cái âm đức của công chúng á, nó quy về cái chỗ nhờ mình khuyên là mình bắt đầu mình đủ duyên. Mình gặp một người nào mình khuyên cái là người ta nghe liền à. Quý vị phải tin rằng là đức chúng như biển cả mênh mông chứ. Gặp nói có mấy câu thôi, tự nhiên cái tâm của họ nhẹ nhàng liền. Và những đức tặng cho họ một chiếc máy nghe Pháp, những đức viên cố gắng niệm Phật và tặng thêm cái máy bấm số niệm Phật nữa. Quý vị thấy rằng cuộc đời mình sống, nếu mà mình niệm Phật, mình tặng cho người ta, mình giới thiệu người ta phương pháp tu hành này, quý vị thấy ý nghĩa vô cùng không? Hồi sáng những đức gặp phái đoàn ở Long An gì đó, mười mấy hai chục người vậy đó, họ mới đến lần đầu, họ coi trên mạng mình giảng một câu ai Phật niệm đến cùng á, rồi họ dẫn đoàn đi đến đây họ tu. Ở xa họ nghe mà làm như nó có một cái cảm giác, và giữa mình với họ nó là sao nghe. Tự nhiên mình ăn cơm xong mình ngồi trên ghế vậy đó, xong họ bước vào cái tự nhiên giữa mình với họ gặp nhau cái nó có một cái tần số đặc biệt lắm. Tự nhiên giống như là quen biết từ thở nào quý vị. Rồi bắt đầu là mình tặng máy bấm số, tặng máy nghe Pháp đồ cho họ. Mình thấy gần gũi vô cùng, biết rằng là từ ở xa họ nghe mình nói chuyện thôi, vậy mà cái tình cảm họ quý mến và họ nghe rồi họ chịu niệm Phật thôi. Vậy mà tần số mình niệm Phật với họ nó kết nhau liền á. Còn nếu như cái người này á, dù họ có nghe mình thì nghe, nhưng họ không bao giờ niệm Phật gì hết, tự nhiên giữa hai người này gặp lại nhau, cái tần số nó không được như là cái người ở xa mà cùng niệm Phật, người ở đây niệm Phật. Vừa hai người này cùng niệm Phật không quen nhau, mà vừa gặp nhau một cái là nó có tần số giống như là quen biết từ thở nào vậy đó. Đó là gì? Là tần số niệm Phật. Thấy không? Nó đặc biệt lắm á. Nên khi nghe gì rồi á, người khắp nơi nơi chúng ta chỉ cần nghe qua trên mạng thôi, cố gắng niệm Phật. Chùa mình bây giờ nó có những phương tiện rất là hay cho quý vị ở một nơi, ở nhà mà quý vị tu phước được, thấy không? Cần điện thoại thôi thì đặt máy tặng cho chùm sớm. Có dịp đi đến đây rồi đặt số máy về tặng cho những người già. Một chiếc máy đó mà có khi chuyển đổi cả cuộc đời của người ta đó. Rồi có nhiều cô mà khổ đau khóc lóc te tua luôn, vậy mà một chiếc máy nghe Pháp 1000 tiếng của mình mà người ta nghe gì mà người ta hết khổ đó. Có khi người ta đang làm việc, người ta cầm chiếc máy người ta nghe mà người ta cười sặc sặc mình một à. Cười là tốt rồi. Cười ngon hơn là chu mỏ chứ. Chu mỏ nhăn mặt là đâu có bằng cười đâu. Vậy mà chiếc máy nghe Pháp của mình người ta cầm người ta nghe, vậy mà người ta cười được đó. Pin nó giữ được hơn 20 tiếng, sạc 10 tiếng nghe hơn 20 tiếng. Cái cục sạc đó để hoài trong điện, như lúc nào hết pin thì ghim vô sạc thôi, đừng có rút ra rút vô cái cục sạc. Cái cách xài là vậy đó, nó lâu hư lắm. Rồi có cái máy dọn nước thiệt là gọn đó, quý vị đeo cổ nghe niệm Phật được, nghe Pháp được, 1000 tiếng nằm bên trong đó. Mình gặp được những cái phương tiện này rồi, mình nên đặt để mình cho những người già ở dưới quê khó khăn, người ta không biết. Pháp thí thắng mọi thí mà, sanh không mang đến, chết không mang đi, quý vị. Có đồng tiền làm được những điều gì tốt đẹp thì mình làm. Đó là cái chỗ mà mình cầm đi được đó.
thù thắng nhất là mình làm mình cầm theo được á. Nên những đức từng nào cũng phiên gì, sáng nào những đức cũng nói sơ qua chỗ này một chút. Người khắp nơi nơi bây giờ người ta đặt máy rải khắp nơi hết luôn. Một người biết mà rải cho nhiều người một sớm. Rồi á, mình bán tạp hóa hay là mình bán đồ đạc gì á, tiệm đồ đó, mình đặt một số máy mình cho mượn xong bắt đầu giới thiệu xong cái đặt giùm. Đầu tiên thì cho mượn một tuần thôi, rồi xong một tuần đem đây trả tôi, nghe mà thích rồi hỏi hỏi thì đưa tiền cho tôi đặt giùm cho. Những đức đặt giùm quý vị đặt giùm cho ta, nói tay đặt giùm, ai cũng có cái máy nghe pháp. Cuối cùng đem pháp môn tịnh độ truyền khắp nơi nơi, nơi nào cũng biết niệm Phật thì chắc chắn rằng là cuộc sống bình yên và thế giới hòa bình. Chùa của mình mấy cô mấy chú đi chợ, những đức nói vậy nè, giác thêm chiếc lo làm ở đó, bắt chiếc lo niệm Phật lớn lên, xong sẵn chuyến đường đi chợ, chạy vô chợ Mỹ Xuân gảo một vòng, gảo vòng chợ Mỹ Xuân, gảo vòng ở Vũng Tàu, đi theo bờ biển đường lạng vòng vòng mấy cái chỗ mà bận đêm mà nó nhậu nhẹt đó, nó thì bắt nhặt rác sùm, chúng ta bắt niệm Phật, mỗi người có tần số của nhau thôi chứ. Cho họ nghe qua một câu A Di Đà Phật là gieo cái chủng tử làm Phật có tương lai cho họ. Quý vị, quý vị có tâm này gọi là tâm tu phước thù thắng đó. Thí dụ chúng ta là người biết niệm Phật đi, chúng ta đi vào chợ đi, chúng ta mua đồ đi, khi mà thối tiền người ta thối tiền lại cho mình, mình đừng có chào câu chào chị tôi về, chào anh tôi về, mà mình chào người ta bằng cách A Di Đà Phật. Sao không chào A Di Đà Phật? Họ đứng ngớ người, A Di Đà Phật là cái gì vậy? Vài lần sau họ hỏi A Di Đà Phật là ai, chúng ta mới giới thiệu vì hạnh nguyện của A Di Đà Phật. Nhưng đã gieo vào chủng tử họ rồi, họ nghe mình chào họ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ từ họ hỏi A Di Đà Phật là ai, là cơ hội để giới thiệu chiếc máy cho họ nghe. Đặc biệt thiệt, dù họ không hỏi cũng gieo vào chủng tử họ một câu A Di Đà Phật. Quý vị có tâm này gọi là tâm tu phước thù thắng. Tâm tu phước thù thắng, quý vị coi chùa chúng ta bắt máy niệm Phật xung quanh chùa. Cái nguyên lý gì sao bắt máy niệm Phật ở ngoài cổng chùa, quay ra ngoài đường? Quý vị phải nhớ nghe, những đức làm là có cái ý đó. Bắt máy niệm Phật quay ra ngoài đường để làm chi? Để cho người chạy xe qua lại, một ngày không biết bao nhiêu chiếc xe chạy qua chạy lại để làm chi? Họ nghe được câu Phật hiệu là trồng cái chủng tử làm Phật về tương lai cho họ. Chúng ta đã từng quen một người nào lâu rồi mới gặp lại, chúng ta gặp lại người đó chúng ta mừng vô cùng. Chúng ta nói rằng tôi với anh, với chị ngày xưa còn nhỏ chơi chung với nhau, đã mấy chục năm nay chúng ta mới gặp lại, thiệt là mừng, anh chị có khỏe hay không? Vì chúng ta đã từng quen với nhau, gặp lại mừng lắm. Bây giờ họ nghe qua câu A Di Đà Phật gieo vào chủng tử trong tâm họ, thì một đời kiếp nào họ nghe A Di Đà Phật họ nói thích quá, nghe A Di Đà Phật thích quá. Vì sao? Vì họ đã từng nghe câu A Di Đà Phật rồi. Còn người nào mà nghe câu A Di Đà Phật nói rằng ghét quá, không thích, vì họ đã chưa có được cái duyên nghe câu Phật hiệu. Đời này nghe không thích, nhưng chủng tử đời này nghe thì được gieo. Thì đời kiếp nào nghe lại thì thích. Là vì sao? Vì họ đã từng có duyên nghe qua, chúng ta trồng chủng tử đó cho họ, là nghĩ lâu dài sau này đời kiếp nào họ nghe lại thích và chịu tu và phát nguyện cầu sanh cực lạc. Tính đường dài, Phật nói rằng là những người cần độ thì ta độ được rồi, những người mà độ chưa được thì ta kết duyên. Mình làm giống Phật thôi. Từ nào đó đó, quý vị về đây nghe những đức nói chuyện đơn giản quá luôn, ai nghe mà không hiểu, con nít nghe cũng hiểu nè, có bé nhỏ còn ngồi được nè, thấy không? Nên ngồi á, nghiêm túc gì cũng là tu phước. Còn nhiều vị Phật tử nào mà ngồi mình quá đau chân luôn, mình thẳng chân ra có sao đâu, tại vì ngồi quá đau chân mà. Thầy ngồi trên bàn này thẳng chân ngon rồi, còn con ngồi dưới đất cái chân co lại đau cũng chết luôn mà không cho thẳng. Thẳng ra thì nói bắt kính, bây giờ thôi bắt kính cho thẳng chân chút chứ tôi xỉu bây giờ. Nên từ nơi đó đau chân quá thì thẳng chân ra, nghiêm túc mà ngồi nghe. Quý vị biết rằng khổ quá thì cũng không ai tu nổi nữa, với cái căn cơ mình bây giờ nó kém ở ngày xưa quá. Còn nếu mà quá giải đãi thì cũng không ai thành tựu nữa. Thôi đi chung đạo đi ha, đừng có quá sướng mà cũng đừng có quá khổ, chung chung thôi, có vui vui để niệm Phật thôi cũng thích ha.
nên những đức mình cũng có duyên với chư tăng ni, mình cùng là những người xuất gia đủ duyên được xuất gia trong ngôi nhà Tam Bảo, gặp nhau lại nghe tịnh độ, có duyên với nhau. Những đức ở đây thì có nhiều phương pháp để mà kết duyên với chúng sanh khắp nơi nơi, đủ duyên để mà kết duyên dữ lắm luôn. Trong lòng mình ngồi suy nghĩ, giờ quý tăng ni mình rất là mong kết duyên với chư tăng ni, rồi mình rất mong chư tăng ni mà kết duyên với mọi người nữa. Mình suy nghĩ như vậy nha. Đó. Nên từng này những đức suy nghĩ, từ hôm nay mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni đến đây, những đức tặng cho mỗi người chiếc máy. Và cúng dường cho mỗi vị 50.000 đổ xăng đến đây. Đó là đặc biệt lắm rồi đó nha. Đông người á. Quý vị nghe nè, 50.000 là đổ xăng, còn chiếc máy này chắc chắn ai cũng có người thân ở phương xa hoặc ở nơi nào. Hoặc là quý vị để chiếc máy này trong cái giỏ, quý vị đi đến đâu bất cứ gặp một bà già nào, quý vị phiên họ niệm Phật và thầy tặng cho con một chiếc máy nè, chiếc máy nghe Pháp nè. Thấy vậy đó nghe, mà vô hình chung coi chừng quý vị tặng cho một vị này là tỷ phú đó. Họ nghe được chiếc máy này rồi là nhờ cái ơn ông thầy này tặng cho tôi chiếc máy mà tôi tiếp nhận được Phật Pháp. Và biết đâu thiện căn của người ta đến rồi, quý vị tặng cho người ta chiếc máy này, người ta lại tiếp nhận tịnh độ và chịu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Là nhờ ông thầy bà sư cô này tặng cho người ta chiếc máy mà người ta lại phát tâm tu hành, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên những đức suy nghĩ rằng nếu bây giờ mình cúng dường tiền cho quý thầy thì đều dùng riêng biệt gì của mình. Còn nếu như tặng cho chiếc máy nghe Pháp thì quý vị có thể đem chiếc máy nghe Pháp để tặng cho người khác. Đó là chúng ta ăn thì hết, mà chúng ta đưa ra thì còn. Còn cái này tích tụ lại cặn tử nghiệp cuộc đời mình, nó có cái pháp vị để tích tụ lại, để cuối cuộc đời mình có người hộ niệm cho mình và giúp cho mình đi đến cái chỗ giải thoát. Thì quý vị, đây là một cái ý nghĩ rất là kỹ lưỡng. Nếu mà ngưng hết toàn bộ, đoạn duyên hết, thì thấy rằng là một kiếp người đi đến đây, tự nhiên chúng ta đoạn duyên rất là uổng như vậy. Cũng là cùng là những người xuất gia gặp duyên với nhau. Nó những người xuất gia ngồi đây nghe bằng cái tâm tư chân thật những đức nói vậy đó. Đây là rất là chân thật. Tại vì quý vị biết rằng là những đức lo cho người già, nên những đức gần gũi nhân sự con người nhiều lắm quý vị ơi. Chúng ta nhìn một kiếp người của mình nó khổ quá à. Một kiếp người nó đi qua rồi tới tuổi già khổ dữ lắm. Đây là cái cảm giác rất chân thật. Còn quý vị có cảm giác này hay không thì tùy quý vị. Chính những đức gần nhiều cụ già, mấy trăm cụ già nè. Vì mình nuôi con người thì mình sẽ hiểu cái khổ con người. Hiểu cái khổ con người thì mình mới nhận thức được cái khổ của chính bản thân mình về sau nữa nè. Đó, nên những đức mới suy nghĩ kỹ như vậy đó. Chứ làm thì làm thôi, chứ có ai mà suy nghĩ chi mà tùm lum tùm la vậy. Nhưng mà thật sự mà nói thì được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Đừng để một đời đi qua mà chúng ta uổng một đời của mình, rất là uổng thật sự. Khi gặp được Phật Pháp mà mấy chục năm cuộc đời của mình bỏ phí rất là uổng. Những đức gặp một cái vị này, vị này học thức rất là cao. Thì khi ngồi nói chuyện với nhau thì những đức nói một câu gì nè: huynh học thức rất là cao, nhưng mà huynh ngồi suy nghĩ đi, cái kiến thức học tập của huynh có thể truyền tải về kiến thức của thế gian đúng không? Nhưng mà huynh ngồi suy nghĩ rằng là cái kiến thức học tập đó của huynh có thể đi đến chỗ giải thoát được không? Học tập không có phủi bỏ khi người ta học được. Đó cũng là cái lợi ích, cái tốt để truyền kiến thức cho người khác. Nhưng nếu muốn giải thoát thì phải có một cái pháp tu, mà cái pháp tu phù hợp nhất mà chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu là thờ mạt pháp thuận căn cơ của chúng sanh nhất. Chỉ có pháp môn tịnh độ người tín nguyện chịu niệm Phật thì mới được thành tựu. Chỉ có ngay pháp môn tịnh độ đây gọi là hợp căn cơ chúng sanh, mà chính Đức Thế Tôn là Đức Thích Ca Mâu Ni, thầy của chúng ta chỉ dẫn phương hướng là phải niệm Phật. Từ nơi đó học kiến thức có nhiều cỡ nào đi chăng, cũng chỉ đem kiến thức để truyền tải một số tư tưởng cho tư tưởng người thế gian thôi. Còn chỗ mà muốn giải thoát thì nhất định là chúng ta
phải có một cái pháp tu cho chuẩn. Mà pháp tu chuẩn nhất là pháp nào? Pháp niệm Phật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là một cái pháp tu chuẩn. Còn cái kiến thức chúng ta chỉ giải quyết một số vấn đề của thế gian thôi. Còn cái chỗ giải thoát là phải chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái vị đó, cái đầu gật đúng rồi. Tại vì ông học nhiều vô cùng, ông biết rồi đó, ông biết rõ ràng rồi. Nên từ nơi đó quý vị ngồi suy nghĩ đi, cái giải thoát một kiếp người chưa chắc cái sở học giải quyết được đâu. Phải học thông Phật Pháp, đi vào sâu lắm mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Còn cái pháp môn tịnh độ này chuyên sâu niệm một câu Phật hiệu, có tín nguyện. Chư Tổ đã nói chỉ cần có tín nguyện niệm Phật thì người này nhất định sẽ được giải thoát. Nên chúng ta nói như vậy nè, thì quý vị mới thấy được rằng là pháp môn tịnh độ vô cùng đặc biệt thù thắng. Mà trong 84,000 phương pháp mà Đức Thế Tôn đã đưa ra là pháp môn tịnh độ, là cái pháp tu mà chúng ta phải gọi là pháp tổng trì các pháp. Pháp của Đức Thế Tôn đưa ra pháp nào cũng là pháp giải thoát, nhưng mà dưới một số căn cơ nào để tiếp nhận và tu. Nhưng riêng pháp môn tịnh độ này là một cái pháp tổng trì tất cả pháp. Vì sao? Vì thượng trung hạ đều thu chọn hết, nên gọi là pháp tổng trì pháp. Cái pháp môn tịnh độ là tổng trì tất cả pháp. Vì sao? Vì thượng căn cũng niệm Phật, mà trung căn cũng niệm Phật, mà hạ căn càng phải niệm Phật. Từ nơi đó gọi là pháp tổng trì. Nên chúng ta đừng nên xem thường mấy bà già chầu mà niệm Phật nha. Coi chừng mấy bà giảng sanh mà chúng ta coi chừng không được giảng sanh đó. Mấy bà già chầu bà ngồi đâu bà cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là những bà già chầu mà ngồi đâu cũng niệm Phật hết, quý vị gặp bà nên cúng dường chân thành. Những người mà ngồi đâu cũng chịu niệm Phật như vậy, quý vị nên chân thật cúng dường. Vì cúng dường của những người này là cúng dường cho những vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc về tương lai. Vì niệm Phật để thành Phật mà. Đó. Nên nhiều người ngồi trong đây mà từng nào bị về đây cũng nghe như vậy thì nó bị ảnh hưởng cái chỗ niệm Phật. Rồi thêm cái nữa, thỉnh chiếc máy bấm niệm Phật á. Quý vị nhớ nha. Phàm phu như chúng ta nếu mà niệm Phật mà không có một cái số lượng cho rõ ràng để niệm, coi chừng chúng ta bỏ cuộc á. Niệm bữa cái bữa đực á, biết đực cái không? Bữa được bữa mắc á. Nên chư tổ sư nói rằng là đối với kẻ phàm phu của chúng ta đều là phải có một số lượng để khuôn mình, để một ngày mình phải bấm đủ số lượng đó, niệm lâu ngày thành quen. Còn nếu như chúng ta nói rằng niệm là niệm thôi, cần gì đi có số lượng, coi chừng chúng ta không niệm được bao nhiêu mà chúng ta bỏ cuộc đó. Phải có một số lượng cho thiệt chuẩn, như những đức là 18,000 câu của một ngày là số lượng chuẩn. Làm gì làm nhưng suy nghĩ, rồi ngày nay 18,000 câu chưa xong phải cố gắng, thấy chưa? Ngày nay chưa xong phải cố gắng. Còn nếu như quý vị không đưa lên một số lượng, thôi bữa nay bận quá rồi, bữa sau niệm đi, rồi tiêu. Thấy không? Nên mình phải có một cái phương pháp cho đặc biệt, là có một số lượng để ký tâm vào chỗ đó, nhắc nhở mình là ngày nay có số lượng này phải bấm. Đó, bấm lâu thành quen và niệm Phật lâu thành nhớ Phật niệm Phật. Thì lúc đó quý vị mới có cảm giác niệm Phật là an lạc vô cùng tận. Niệm Phật an lạc lắm. Thí dụ như một người này tập khí nặng cỡ nào đi chăng, ngã mạn nặng cỡ nào đi chăng, tham lam nặng cỡ nào đi chăng, sân si nặng cỡ nào đi chăng, bất cứ cái nghiệp gì họ cũng vô cùng nặng. Chỉ cần họ chịu niệm câu Phật hiệu này chân thật mà niệm, họ niệm viết từ từ sẽ bào mòn những cái tạp khí xấu xa đó của họ. Vì sao? Vì trong tâm của họ thường nhớ Phật thì tức khắc họ quên những cái điều sai lầm đó. Khi quên rồi thì tự mắc, giống như trong kinh Phật nói rằng là nghiệp lực chúng sanh tạo không có hình tướng. Mà vì sao chúng ta bị đọa lạc trong lục đạo đời đời kiếp kiếp? Là vì chúng ta chấp vào hình tướng của nghiệp nên trở thành hình tướng. Chứ thật sự Phật đã nói không có tướng của nghiệp, mà do chúng ta chấp tướng của nghiệp. Bây giờ chúng ta chuyển lại chấp trì câu A Di Đà Phật, chấp trì câu A Di Đà Phật cho lâu ngày, thì từ từ rồi thì cái tướng nghiệp chúng ta không chấp. Không chấp tướng nghiệp thì tướng nghiệp tự mắc. Nên chúng ta cứ chấp trì một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chấp lâu ngày thành nhớ Phật niệm Phật, thì nghiệp gì cũng tiêu. Hay chưa? Đó. Nên các cô về chùa niệm Phật á, về đây viết là từ từ mình thấy sắc diện cô nào cũng đẹp hết trơn á. Nó quay phim lên để bị coi, thấy không?
Không cần trang điểm cũng đẹp. Vì trang điểm có nội tâm rồi nên nó hiện tướng như gì đâu. Đó. Nên nó quay phim người nhìn sắc diện ai cũng tỉnh veo. Ngồi nghe nói chuyện gì mà đã có ai ngủ gục đâu. Có cô kia ngủ gục cứ hết hồn. Vì thấy không, cái buổi sáng này nói chuyện mà bởi vì tại sao Như Đức nói chuyện hơi mạnh mạnh. Nói chuyện mạnh mạnh thì đỡ buồn ngủ. Quý vị biết rằng cái tâm hôn trầm của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nó nặng quá rồi. Từ nó cái tham sân si dày đặc mà. Nên nó buông ra một chút xíu là mắt mình nó nhắm lại liền à. Vậy đó mà mình nói cái chuyện của thiên hạ, chuyện này chuyện kia, tiện mắt mình nó mở to, lỗ tai nó ngoảnh lên vậy đó. Quý vị biết tại sao không? Vì cái tần số sai lầm của mình nhiều đời nhiều kiếp nó nặng hơn là cái tần số tiếp nhận Phật pháp. Nên khi chúng ta tiếp nhận Phật pháp thì nó buồn ngủ, mà chúng ta nghe những cái điều sai lầm thì chúng ta không bao giờ buồn ngủ. Quý vị để ý đi, ngồi nói lỗi người ta 2-3 tiếng đồng hồ mà nó mở mắt cháu cháu nó nghe vậy đó. Có khi nghe không rõ rồi còn kê sát lỗ tai lại nghe nữa. Còn có khi chúng ta tụng kinh niệm Phật nghe pháp thì tự nhiên mình ngồi chút cái tự nhiên sao thấy mỏi quá, buồn ngủ quá này kia đồ. Lạ thì có những người ta nói rằng là thầy ơi, con cũng ít hôn trầm lắm mà lạ thay là dạch cuốn kinh ra tụng kinh cái là tự nhiên ngủ gục mà. Thầy biết rồi. Nhiều đời nhiều kiếp cái chủng tử về Phật pháp nó kém nên bây giờ dạch kinh ra nó buồn ngủ. Nhưng nếu mà cái chuyện mà chữ lộn nói xấu người ta thì nó tỉnh veo là do vì cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp là chữ lộn và nói xấu người ta nhiều. Bây giờ quý vị nghe gì rồi quý vị mới hiểu, hiểu gì thì quay cái tâm lại. Quay cái tâm lại tụng kinh niệm Phật lâu ngày từ từ thì bắt đầu là cái chủng tử Phật pháp nó dày lên bắt đầu là nó tiếp nhận câu Phật hiệu, nó thích niệm Phật và nó thích tụng kinh thì những cái điều nghĩ sai lầm nó sẽ bỏ phế qua một bên thì tiêu nghiệp chứ làm sao. Quý vị nghe rất dễ hiểu không? Đó. Nó chuyển đối tượng thôi à. Chuyển đối tượng thôi à. Nên đi về đây nghe viết rồi ai cũng sẽ chuyển từ từ, chuyển hết trơn à. Có nhiều người làm chồng người ta nhậu nhẹt vô cùng luôn. Vậy mà người ta nghe những đức người ta bỏ nhậu đó. Nếu như những đức nói những đức không có nhậu nhẹt gì ngày xưa hết trơn thì người ta không tin. Nhưng mà người ta nghe những đức nói rằng ngày xưa những đức nhậu nhẹt hư hỏng vô cùng. Ông nói ông thầy này cũng cùng với mình ngày xưa giống giống với trời. Mà giờ ông còn tu được nữa, không lẽ tôi tu không được. Thấy không? Có nghĩa là nó giống giống với nhau. Rồi nó chuyển được á, thì người ta tin người ta chuyển theo. Còn nếu như cái gì những đức cũng nói những đức ngon lành hết trơn á, thì quý vị biết rằng là người ta nói rằng là ông ngon lành quá, cái căn cơ ông cao quá, còn tôi thì hư hỏng gì, làm sao tôi tu được ông ơi, thôi chịu chết đi. Thấy không? Con này những đức nói đâu có ngon lành đâu, những đức hư hỏng mà. Gặp Phật pháp nó mới chỉnh sửa từ từ mà bây giờ vẫn còn hư á. Nó kiêu ngạo ngã mạn ta đây đủ chuyện hết trơn trong tâm này nè, một đống á. Muốn dẹp cái chỗ này á, đi về thế giới cực lạc đi mới dẹp được. Bây giờ chúng ta là phàm phu chỉ có một câu Phật hiệu này niệm đến cùng và con tin Phật sẽ cứu con. Mấy ngày nay những đức có kể một câu chuyện á, bây giờ kể cho vị nghe nè. Có một ông này ông ngốc lắm. Nên cái bữa đó kể câu chuyện những đức có nói một câu á, thà học ngốc chứ đừng có học tạp. Nghe nè. Thà học ngốc chứ đừng học tạp nghe. Học ngốc mà gặp được pháp môn tịnh độ thì sẽ được cứu. Học tạp mà gặp tịnh độ mà chịu tin thì mới được cứu. Nhưng vì quá tạp nên không chịu tin tịnh độ. Còn người ngốc lại dễ khuyên hơn à. Chỗ này quan trọng nha. Chỗ này rất là quan trọng đó quý vị à. Nên cái câu chuyện cái ông này là ông ngốc, ông đi chăn dịch. Ông vô trong một cái miếu quan quý vị, có cái pho tượng Phật A-di-đà. Ông không biết đây là A-di-đà Phật gì hết á. Thì ông vô đó ông nằm nghỉ. Xong thấy pho tượng Phật A-di-đà thì ông nằm nghỉ một chút, cái ông ngồi dị, cái ông lấy gói xôi ông ăn. Ông nhìn thấy pho tượng Phật A-di-đà, ông nói vậy nè: thôi tôi bẻ gói xôi này phân nửa, chia cho lão huynh phân nửa ăn nha. Kêu Phật A-di-đà là lão huynh. Nhưng mà mỗi ngày mà ông vô trong cái miếu quan đó là ông đều gọi Phật A-di-đà là lão huynh, chia xôi cho lão huynh ăn. Ông cứ nói vậy đó. Vậy đó quý vị, mà khi cận tử nghiệp ông gần chết á. Ông gần chết á nghe. Là vì ông ngốc quá nên ông có biết cái tạp loạn gì hết trơn á. Khi ông gần chết đó quý vị, thì chính cái hình tướng của Phật A-di-đà mà pho tượng đó hiện lên. Và lúc đó thì Phật A-di-đà ngài mới nói, ngài nói vậy nè: mỗi ngày lão huynh mời tôi dùng xôi, bây giờ đến lượt tôi mời lão huynh về nhà tôi, lão huynh đi không?
Quý vị nghĩ có tình có lý nghe. Phật A Di Đà là người có tình nghĩa mà. Bây giờ mỗi ngày người ta mời xôi cho ăn, mà bây giờ người ta gần chết mà không lỡ mời người ta về nhà thì điều này là Phật A Di Đà thiếu lễ. Như thấy không? Mà do vì cái tâm ngốc của ổng mà ông có cái tâm thường thiện nên chiêu cảm. Thì quý vị biết rằng Phật A Di Đà nói rằng là mỗi ngày lão huynh mời tôi ăn xôi, bây giờ đến lúc tôi mời lão huynh về nhà tôi chơi nè, đãi lão huynh nè, lão huynh đi không? Thì quý vị biết rằng là lúc đó Phật A Di Đà đi vào trong cái tâm thức của ổng và nói như vậy. Thì cái ông ngốc này ông nói được, tôi sẽ đi theo huynh về nhà lão huynh chơi. Thì ổng vừa nói vậy thôi, để cái linh thức ổng bước lên đài sen về thế giới Cực Lạc. Thấy chưa? Những đức nói rằng là thà học ngốc chứ đừng học tạp, là như vậy đó. Quý vị coi những người học tạp, mấy người người ta chịu niệm Phật, người ta chịu tin Pháp Môn Tịnh Độ. Mà cái người ngốc người ta lại tin Tịnh Độ. Nên mới nói rằng là vô chi sanh trí, là như vậy đó. Người ta tin Tịnh Độ là người ta không biết nhiều. Còn cái người mà học thông hoàn toàn, thí dụ như vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông là Án Quang Đại Sư, Đại Tạng Kinh ngày diệt hết, thông Đại Tạng Kinh hết luôn, cuối cùng đưa ra một câu mà à, như vậy thì ta hiểu rồi, chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Đó, các vị làm nổi không? Án Quang Đại Sư là diệt Đại Tạng Kinh thông hết luôn á, thông tông thông giáo luôn, rồi đưa lên một phương hướng, một niệm một câu Phật hiệu. Còn Đại Sư Ngẫu Ích, ngài thọ tỳ kheo giới, ngài xả giới tỳ kheo, trở thành Sa Di thôi. Nên cả cuộc đời của Ngẫu Ích Đại Sư là vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, xưng mình là Sa Di Bồ Tát Giới. Đệ tử của ngài là thành thờ, rất giỏi, nhưng mà thầy mình là Sa Di Bồ Tát Giới, ta không dám xưng Sa Di luôn. Xuất gia U Bà Tát suốt đời đều là những vị cao tăng đại đức một đời nổi bật. Quý vị thấy, ngài Ngẫu Ích Đại Sư ngài nói rằng ta rất là muốn khôi phục giới tỳ kheo, nhưng thôi hiểu rồi, ta niệm Phật về thế giới Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc ta sẽ khôi phục tỳ kheo giới. Thấy chưa? Nghe chỗ này ẩn ý bên trong sâu lắm, hiểu không? Có nghĩa là thời đại này không còn tỳ kheo, vì không có người trì được tỳ kheo nên không có tỳ kheo, chỉ có hình tướng, không có tỳ kheo thật. Những đức cũng giả luôn, nhưng mang cái lớp này để khuyên người niệm Phật. Chúng ta chân thật niệm Phật về thế giới Cực Lạc thì giới gì cũng thông, giới gì cũng đắc. Còn ở đây chạy theo đó để học, coi chừng bỏ một đời mà chúng ta không được gì. Những đức đọc qua quyển sách của Hòa Thượng Thích Minh Thông, ngài là dạy võ lực trên thành phố, danh tiếng của ngài lẫy lừng lắm. Hòa Thượng Thích Minh Thông nhiều người quý vị biết mà. Mà ngài giảng về tư tưởng của ngài Thiện Đạo Đại Sư, ngài nói một câu rằng là tôi học kinh luật luận, tôi học nhiều lắm, nhưng bây giờ ai đến hỏi tôi những cái thứ đó, tôi nói tôi dốt mà không biết nữa. Mai hỏi tôi về niệm Phật thì tôi nói cho nghe. Từ nơi đó thì thấy những bậc học giả người ta học nhiều, người ta hiểu rồi. Còn bây giờ mình chạy theo học như các ngày mình học không nổi. Thôi bây giờ mình lão thật niệm một câu Phật hiệu thôi. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, người xuất gia hay là hàng cư sĩ gì cũng chân thật mà niệm Phật. Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ nào hết trơn, niệm một câu A Di Đà Phật. Vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là một vị cao tăng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, tán thán Hòa Thượng Hải Hiền, tôi bái Hòa Thượng Hải Hiền làm thầy luôn. Giáo Pháp Đức Thế Tôn còn lại 9.000 năm trong thời Mạt Pháp, chính Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng sanh học theo. Vậy thì chúng ta không niệm A Di Đà Phật là chúng ta muốn làm chuyện gì? Từ nơi đó người gặp Pháp Môn Tịnh Độ này nên chân thật mà niệm câu Phật hiệu này đi, lợi ích bất khả tư nghì đó. Lợi ích lớn lắm đó quý vị à. Nó có một đoạn tán thán niệm Phật nè. Tán thán niệm Phật, nêu ra tạp thiện để tán thán niệm Phật. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói, nếu có người niệm Phật nên biết người đó là hoa phân đà lợi trong loài người.
Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn thù thắng của người đó. Người đó ngồi ở đạo tràng mà sanh vào nhà Như Lai. Vì sao nói rằng là cái người niệm Phật á, trong kinh giáo Phật á, tán thán rằng là người này là thí dụ như hoa phân đà lợi. Mà hoa phân đà lợi là hoa gì? Là loài hoa quý nhất trong tất cả các loài hoa. Ý tán thán là người niệm Phật là người quý nhất trong loài người. Nó ý thế. Đặc sắc thiệt chứ, người ngồi trong đây có những người mà già lụm cụm luôn á, có những người nghèo te tua luôn á. Vậy mà quý vị là người niệm Phật, ngồi trong đạo tràng niệm Phật là sanh nhà Như Lai, là loài người quý trong loài người. Đặc biệt chưa? Con người mà niệm Phật là loài người quý nhất. Vì sao? Loài người này sẽ thành Phật nên quý nhất trong loài người. Còn loài người dù sang trọng cỡ nào mà không niệm Phật, vậy thì cuối cùng đi đâu? Làm sao quý được? À. Quán Kinh Sớ nói từ câu nếu có người niệm Phật cho đến câu sanh vào nhà Như Lai, chánh thức hiển bài công năng siêu tuyệt của niệm Phật Tam Muội. Trên thực tế, những tạp hạnh không thể so sánh được. Nói rõ chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nói rõ chỉ tán thán những người năng niệm, nói rõ nếu có thể niệm Phật tương tục không gián đoạn, người đó rất là hiếm có, càng không có vật gì có thể miêu tả, cho nên mới ví như hoa phân đà lợi, hoa sen trắng ngàn cánh phân đà lợi, được gọi là hoa đẹp trong loài người, còn gọi là hoa hiếm có trong loài người, còn gọi là hoa thượng thượng trong loài người, còn gọi là hoa diệu hảo trong loài người. Hoa này tương truyền gọi là thái hoa thị. Nếu là người niệm Phật, người đó tức là người tốt trong loài người, người diệu hảo trong loài người, người thượng thượng trong loài người, người hiếm có trong loài người, người tối thắng trong loài người vậy. Đó, thấy không? Nói có sách mách có chứng, đâu phải nói khờ khờ đâu. Người niệm Phật là người quý nhất trong loài người. Như vậy thì cái cuộc sống chúng ta ở thế gian này, đất nước Việt Nam chúng ta bao nhiêu người mà trong đó là người niệm Phật là người thượng đẳng nhất trong loài người. Thấy không? Từ nơi đó quý vị ngồi trong đây đừng có nói là giàu nghèo đẹp xấu chứ. Người ngồi trong đây là bình đẳng. Vì sao? Vì chúng ta đang là những người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, là những người này toàn bộ là những người thượng thượng. Những người cao cấp nhất, trí tuệ và tư tưởng của họ cao cấp nhất. Vì sao? Vì họ đang niệm Phật. Nếu liên tục niệm Phật, đây là chỗ thù thắng vô cùng. Mà muốn liên tục niệm Phật thì phải cầm cái máy bấm niệm Phật. Khi nghe như vậy rồi, có nhiều cô đang ngồi nghe những đức nói chuyện mà miệng ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Chút vô nhà ăn có khi mình không niệm Phật được. Nên nó phải tập cầm cái máy nha. Cầm cái máy, cầm cái máy này bấm viết thành quen. Mỗi lần mà quên là tự nhiên thấy cái máy bấm ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Nó cái máy bấm số này tuy nó nhỏ nhưng nó có vỏ, vỏ công cứng mình, không đơn giản đâu. Có những người nói rằng là niệm Phật là niệm được rồi, ngồi mà đi cầm cái máy bấm bấm niệm Phật vậy bấm với thành bệnh chết. Phật đã nói rằng có thân người này có sanh có già có bệnh có chết, ai không bệnh. Tôi niệm Phật mà tôi bệnh để tôi đi về thế giới Cực Lạc cũng được nữa, vậy đâu sợ. Trả lời vậy cho ngon lành hơn. Coi cô kia, cô đồn của nói nghe nói ông thầy Nhẫn Đức bị bệnh không có thuốc trị. Tự nhiên người ta đang khỏe ngon lành gì tự nhiên đồn người ta là bệnh không có thuốc trị. Nói trên mạng sùm hết chứ. Kỳ cục ghê, chù ẻo người ta. Nói rằng là thầy Nhẫn Đức bệnh không có thuốc trị.
Xong rồi những đức hôm qua, những đức giảng, những đức nói rằng đúng rồi, tôi bệnh không có thuốc trị. Mà cái bệnh tôi là bệnh gì? Cái bệnh niệm A Di Đà Phật. Ở thế gian không có thuốc trị bệnh A Di Đà Phật, chỉ có thế giới cực lạc mới là cái liều thuốc để trị người niệm A Di Đà Phật thôi. Cho họ nghe, thấy chưa, đồn tùm lum mấy người ta đang khỏe re mà nói là bệnh không có thuốc trị. Chừng nào tôi bệnh thì tôi nói. Chưa nói đồ um sùm. Nên nó mỗi ngày niệm Phật quá trời luôn. Đúng rồi, bệnh niệm A Di Đà Phật, cứ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, cứ giảng hoài, nói mình là bệnh không có thuốc trị. Ngộ ghê, đúng là thế gian này khó thể nào mà sống với họ được lắm, quý vị thấy chưa. Người ta giảng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nói người ta bệnh không có thuốc trị. Tiếu ghê thiệt chứ. Nhưng mà nhờ những cái đề tài này mà làm cho mình cứ nhắc hoài cái chỗ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Vì vậy nhớ rằng là một câu A Di Đà Phật này mà siêng niệm, một câu Phật hiệu này mà siêng niệm, như vậy thì niệm luôn pháp, niệm luôn tăng. À, hay thiệt. Nếu chúng ta mà vừa niệm Phật, vừa niệm pháp, vừa niệm tăng, phân ra làm ba, coi chừng chúng ta không đủ thời gian để mà được sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta quy gom ba thành một, một câu A Di Đà Phật, A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Giác ngộ rồi, thành tâm niệm câu Phật hiệu này, như vậy thì niệm luôn pháp 49 năm Đức Thế Tôn thiết, và niệm luôn tăng, thanh tịnh tâm để niệm Phật là niệm luôn tăng. Nên một câu A Di Đà Phật mà niệm là niệm luôn pháp, niệm luôn tăng. Đúng không? Đó, kệ ngốc ngốc vậy đó. Nói vậy mà ta vỗ tay được rồi. Thấy không? Nên từ nơi đó bị nghe nó có tình lý chứ. Nhớ nghe những điều những đức nói, không phải những đức nói thí đó. Nên quý vị trao lời chư tổ dạy đi, có lý. Tại vì sao người này nói có lý? Tại vì cái người này niệm A Di Đà Phật nên họ nói có cái lý đó. Chư tổ cũng là người niệm A Di Đà Phật nên nói có cái lý đó. Nên đồng lý mà khuyên người ta niệm Phật là gì? Đồng niệm Phật nên đồng lý nói. Thấy chưa? Tại vì cùng niệm Phật thì cái tần số là giống, thì cái lý nói cũng giống. Còn cái người mà không niệm Phật thì ý nghĩ của họ nói khác, nên cái lý họ khác. Nên đừng bác nhau làm gì. Còn nếu người cùng niệm Phật thì cùng lý nào mà nói. Còn người mà không niệm Phật thì cái lý họ nói khác. Nên chúng ta đừng bác nhau, vì mỗi người có một cái lý. Cái lý của anh cũng có một số người theo, cái lý của tôi cũng có một số người theo. Thôi như vậy thì được rồi, chúng ta đủ duyên dẫn một nhóm người nào đi thì dẫn đi. Nhưng mà đi về đâu tùy mỗi người đi. Chúng ta là quyết chí đi về thế giới cực lạc. Một câu A Di Đà Phật là niệm đến cùng, quyết chí đời này đi về thế giới cực lạc. Còn anh muốn dẫn chúng sanh đi một vòng quanh của lục đạo thì anh đủ năng lực thì cứ dẫn đi đi. Tôi thì quyết chí dẫn chúng sanh đi về đâu? Về thế giới cực lạc. Một tiêu chuẩn luôn. Nó, một tiêu chuẩn mà là tới cùng luôn. Có nghĩa là chúng ta phải quyết tâm làm việc này. Thưa quý Phật tử, mỗi tuần chủ nhật về đây là gì? Bồi dưỡng cái gì? Bồi dưỡng tính tâm. Tính tâm tỉnh luôn đó, thấy chưa? Bà kia đang ngủ gục, tính tâm bà. Nó, thấy chưa? Những đứa nhìn mà cặp mắt với đứa già quá, mà đứa gạo gạo nhìn thấy cái bà nào vừa hôn chồng nữa, tính tâm bà. Thấy chưa? Dạ, có cái cách mà người ta không ngủ gục, không có giỡn đâu quý vị. Tại sao mà mình giảng pháp mà càng giảng càng mạnh? Vì sao? Vì cái tâm lực niệm Phật và cái tâm háo hức mà muốn về cực lạc, nên càng giảng nó càng hừng hực tâm nổi lên. Có cô nói thầy giảng pháp rất hay mà có cái sắc diện thầy nhìn ớn quá. Tôi đành chịu thôi chứ sao giờ. Không thể nào tròn vẹn được. Bây giờ nói chuyện hay mà bây giờ sắc diện đẹp nữa thì cái chuyện này không được rồi. Tôi là phàm phu. Lúc nói hừng hực thì cái mặt nó phải chứ sao. Bà nói thầy giảng thì rất là hay, nhưng mà khi nghe thầy con cũng thấy sợ sợ. Thầy nghiến răng đồ ghê quá. Giảng thì hay mà sắc diện thì nhìn dữ quá. Thì phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Cái gì nó cũng một phương hướng thôi, chứ bây giờ cái gì cũng đòi ngon lành hết trơn. Hay về thế giới cực lạc đi. Về thế giới cực lạc phô diễn pháp âm nhẹ nhàng cho tất cả chúng sanh đều nghe được. Loài vô tình hữu tình đều nghe được. Nhưng mà sắc diện rất đẹp, hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn ở cõi ta bà này nói hay, nhưng cái tướng thì xấu. Vì sao? Nó xấu để phù hợp vào nhiều hình tướng của chúng sanh ở thế gian.
Chứ nếu như lúc nói này mà nó hiện cái tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, như vậy thì đi khác vào cái cảnh duyên của thế gian rồi. Nên phải nhớ nha. Từ nơi đó mà khi nói nó hừng hực rồi, tự nhiên mình lên mình coi lại thấy gì, nghiến răng, chú mắt, trợn mắt, chồng trắng nổi lên gì tùm lum la chứ. Và quý vị coi những đức nói chuyện cũng không thấy ông thầy nào mà giảng pháp cái mặt thấy ghê gì luôn đó quý vị. Một là những đức còn trẻ, hai là tâm đang hừng hực. Quý vị coi Hòa Thượng Tịnh Không ngày xưa còn trẻ giảng pháp cũng vậy đó. Giảng pháp hừng hực và cái tiếng nói của Ngài mình không nghe được mà Ngài nói mạnh lắm. Sau này Ngài già thì cái trạng thái là tịnh tâm hoàn toàn. Và tới tuổi già mà nó gì sao được, nó không giống. Tới tuổi già thì phải thị hiện, nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng, không có nói lớn tiếng gì chân nữa không. Vì đó là thị hiện tuổi già tới rồi. Rồi có lần Hòa Thượng Tịnh Không Ngài đeo mắt kiến vào nữa, thị hiện là mắt mờ rồi, vô thường. Thấy chưa, để chúng sanh tự nhắc nhở mình là tôi còn vô thường đến rồi nè. Chứ quý vị phải cố gắng niệm Phật nghe không. Còn bây giờ những đứa đang còn trẻ mà nói như ông già sao được. Còn trẻ quá mà phải tâm lực nó hừng hực lên thì nó mới giống người trẻ. Nhưng mà mặt mình thì nó cũng dữ quá. Thật sự mà nói mình phải công nhận là mình sắc diện xấu thiệt. Hồi sáng coi cô đó, đoàn ở Long An gì, cô đến, chắc cô coi trên mạng mà cô mới đến đây lần đầu, cô gặp những đứa cô nói, ủa, sao nhìn thầy bên ngoài trẻ hơn trong tivi nha. Nhìn thầy bên ngoài trẻ hơn trong tivi. Những đức nói á, vì ở bên ngoài á, lúc này là lúc bình thường, chưa có nói chuyện. Chứ cái lúc nói chuyện là nghinh vật ghê lắm. Nên quý vị thấy những đức là ông thầy giảng pháp khác lạ nhất. Khác lạ là xấu nhất đó, phải không? Nó. Vậy mà một số người người ta cũng thích nghe nha. Ta nói khi mà con hôn trầm con nghe thầy la lên các con tỉnh. La nó đi thầy. Nó nên với cái nghiệp của tâm mình nó nặng quá, mà nếu nói quá dịu thì chúng ta không đột phá vào tâm chúng sanh được. Nên có những lời nói rất mạnh, nó công phá vào tâm của chúng sanh. Từ nơi đó mà nó dạt những cái tâm mà sân si khó chịu, nó dạt ra. Và cuối cùng nó bỏ vào câu A Di Đà Phật và nó khuấy động trong đó. Và tự nhiên những cái tâm mà tham sân si đó, từ từ nó bị đè phục, từ câu Phật hiệu đè phục xuống. Tự nhiên cái tế diệu của tâm quý vị nó khoát khởi lên là nhờ niệm Phật rồi. Lúc đó cái miệng cứ cười mỉm chi hoài, nhẹ nhàng mà cười mà thu phục nội tâm người khác. Là ngay cái chỗ câu A Di Đà Phật mà được như vậy. Thấy không? Đặc biệt lắm. Đó. Rồi có cái câu này cô đến gặp như đứa có nói vậy nè. Có khi thầy nói chuyện mà con lo vô cùng luôn. Sao kỳ vậy? Tôi nói chuyện mà con lo. Vì đâu mà thầy nói nhanh quá lỡ dấp làm sao? Thấy chưa? Có nhiều người ta nói là con ngồi dưới con nghe thầy nói chuyện mà con sợ lắm. Sợ thầy tự nhiên thầy quên rồi sao? Thầy nói lia lịa lỡ quên câu đó làm sao rồi sao nói được? Những đức nói hồi đó giờ chưa từng thấy vụ này xảy ra luôn á. Cứ nói thôi chứ chưa bao giờ quên. Cứ nói hoài thôi chứ không biết đầu nào mà nói nữa sao quên. Mà ngộ mà nó vằn câu lạ vậy đó. Nó như là một cái dòng suối chảy ra, nó vằn câu rõ ràng hết luôn à. Chứ không phải là tính toán câu đó ghép vào câu đó nói cái gì chứ nha. Mà cứ nói hoài vậy mà ta nghe được nó, nên ta chạy theo hoài vậy đó. Nên có nhiều người mà ta ngồi nghe mình nói chuyện nghe, tự nhiên mình nói trên đây mà người ta dưới người ta cũng nói theo nữa. Tại vì sao vị biết không? Cái cách nói của mình nó mạnh quá, nó hút người ta. Có cái câu này cô nói, quý thầy đừng có quay phim con nữa thầy ơi. Tại vì cái bệnh con nghe pháp của thầy Nhẫn Đức là con nghe, con hứng lên con nghe, tự nhiên con nghiêng lại con nghe vậy đó. Quý thầy quay ngay con rồi, cái đầu con nó coi, nó nói mẹ coi kỳ quá à. Có gì đâu kỳ. Mình trả lời nói, mẹ thích nghe Phật pháp vậy đó được không? Mày ngon mày nghe giống tao đi, mày nghe vậy được không mày? Mà khi mà quay phim cái cô này lại cũng nghe mà mình thấy cổ mình cũng hứng thuyết pháp nữa. Bà ngồi dưới bà nghe mình nói chuyện. Những đức rất là mong quý vị mà những đức nói chuyện mà quý vị nghe vậy đó. Người ta hứng nói chuyện lắm. Quý vị thích nghe người ta mới nói chuyện được. Còn gặp mà bây giờ người ta trên ta nói chuyện mà ở dưới quý vị ngồi mà sủi đơ. Cái đầu lắc lắc nữa chứ. Rồi mình nói chuyện ở trên đây mà ở dưới cái nhìn cái cửa sổ.
Rồi quay lại nhìn cái đồng hồ cái mấy giờ, kiểu này nói chuyện không nổi. Tại vì trong tâm tư cái người nói chuyện nghĩ rằng là mình trong giờ để mình đi ra, thầy nói lâu quá nên trong tâm trạng người ta nó không hứng nói nữa. Còn cái cô này, cô nghe pháp kiểu này là cô có phước á. Cô nghe mình nói chuyện mà nghĩa là phải làm cho mình hứng nói chuyện vô cùng luôn. Có phước, cho anh chàng pháo tay, có phước. Nên nó đừng có ngại. Mình sao là cứ vậy à, mà sao ngại gì chứ à. Tôi là như vậy là tôi như vậy à, được không? Cười gì cười kệ mấy người đi, tôi thích nghe pháp vậy được không? Nên mình phải có cái tâm như vậy đó thì nó thoải mái lắm. Nhớ nghe, cái hình tướng của thế gian này nó là giả thôi à, chúng ta không có sợ gì chứ á. Nó chúng ta thật lòng mình thôi à, như những đức nè, hô thì hô gì đâu mà sợ. Ngày xưa chưa tu cái giấu cái miệng hoài, không chịu cười bao nhiêu năm. Cứ gặp người ta nói chuyện mà cứ cười là cứ bẻ không à. Tu mấy năm nay rồi mới cười thoải mái được. Cho mày đưa cái hàm răng ra. Đưa hàm răng ra thoải mái luôn, ai cũng cười cười đi. Tôi hô đó được không? Ngày xưa mà nghe anh nói ai mà nói mình mà thầy, không phải thầy, mà chú Hiền, ông đó, anh Hiền gì đó, ông hô quá trời luôn thì nói đụng cái sự mắc cỡ của người ta không à. Hô giấu mà nói hoài kỳ cục ghê luôn á. Còn bây giờ không ngờ Phật pháp hay thiệt. Có nghĩa là Phật pháp không cần giấu, không cần giấu che cái xấu. Mình hô mình nói tôi hô có được không? Hô nè, có gì đâu sợ. Lé nè được không? Lé lấy viên nè được không? Được không à, tôi nói mụn nè, mụn bọc nổi hai mụn nè, thấy không? Ôi phơ ra hết đi thì tự nhiên nó chạy mắt dép hết trơn chứ làm sao. Còn này mình cứ lấy khẩu trang bịch lại hô, rồi lấy mắt kiến đeo lại lé thì sao? Hô nó chắc chồng thêm hô 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 hô. Còn nếu như chúng ta mà hô nè thì nó mắc tiêu cái hô, mắc tiêu rồi. Mà làm cho nhiều người hô, người ta có sự tự tin nữa chứ. Nói rằng là ông này công nhận tự tin thiệt, tôi cũng học theo ông đó. Nên mới nói rằng là người niệm Phật á, hô thì đẹp theo hô, mà lùng thì đẹp theo lùng, mà lé thì đẹp theo lé, súng răng thì đẹp theo súng răng. Mà cái duyên như thế nào là đẹp theo cái duyên ấy, là vì sao? Vì người ta phơ bày chứ không che giấu. Phơ bày nên nó đẹp. Phơ bày mà không khoe thì nó đẹp, hiểu không? Phơ bày mà không khoe thì nó đẹp. Còn nếu chúng ta đẹp mà để khoe đẹp, để cầu danh thì nó thành xấu. Nghe rõ chưa? Nên cái người niệm Phật mình từ từ nó chuyển tướng là do gì? Mình không có giấu cái xấu. Không có giấu cái xấu. Thí dụ như mình đi hai hàng thường bị người ta chê, bây giờ mình niệm Phật rồi tôi đi ba hàng luôn đúng chứ. Hai hàng đùa hoài, hai hàng nói hai hàng, hai hàng tôi cầm thêm cái gậy tôi chống phía sau thành ba hàng luôn. Bây giờ nói đi, chúng ta là người ngoài đời thường bị cái dư luận nó làm cho mình khổ đau. Dư luận nó đâu có cho cơm mình ăn đâu mà làm mình khổ đau. Cái bà xóm trên xóm dưới mình cứ là nặng vấn đề là cứ sống như vậy, cứ giấu rồi đi, cứ nói hoài để cho cái bà xóm trên xóm dưới bà cười, gia đình mình còn hơn cái gì nữa. Chúng ta nói rằng bà cười mình, bà có cơm ăn thì bà cười đi. Tôi không có bị dư luận nó làm cho tôi khổ đau đâu. Tôi cứ sống đúng với lương tâm tôi thôi à. Chứ làm gì bị dư luận làm tôi khổ đau. Dư luận đâu có cho tôi cơm ăn đâu. Tôi vẫn làm ăn để kiếm cuộc sống chứ. Nên không có nặng dư luận. Gặp nhau đủ duyên thì nói chuyện, không đủ duyên thì thôi. Còn muốn ở phía sau nói gì thì nói đi. Chứ bà đến đây bà nói với tôi rằng cái chị đó nói bà như vậy, thôi tôi không có nghe. Người ta nói tôi không nghe, mà bà đi nói cho tôi nghe làm chi à? Tôi không cần nghe thứ đó đâu, tôi muốn niệm Phật thôi à. Bà muốn nói gì bà nói đi. Nó, bà nói mà bà có cơm ăn hoài thì bà nói đi. Còn tôi không cần nghe đâu. Mà chị đừng có đem mấy chuyện đó cho tôi nghe không. Người ta đã nói sau lưng tôi không nghe rồi, mà chị đi đem cái lời xấu đó chị nói cho tôi nghe là chị là người xấu hơn người ta đó, nghe không? Tôi không có thích vậy đâu. Thôi được rồi chị, niệm Phật đi. A Di Đà Phật. Thấy không?
Nên con người chúng ta cứ thường du luận nặng nề, thấy không? Rồi lên mạng nhiều lúc ghi tin nhắn chữ lộn với nhau, sùm chữ qua chữ lại, đúng là tào lao. Nên câu này phải hỏi những Đức từng nói một câu là nói như thế nào? Lên mạng mà ghi tin nhắn chửi qua chửi lại với nhau là những người này làm cái việc gì quý vị không? Trong kinh Phật nói là ngước mặt lên trời phun nước miếng chưa đến chờ quay vào chúng mặt mình. Làm chuyện tào lao. Không, có gì thì gặp nhau. Bày tỏ cho rõ ràng đi, đi ghi tin nhắn chửi lộn nhau chi cho tốn tiền tin nhắn. Mà còn mang cái nghiệp từ nội tâm khổ đau nữa, thấy không? Quý vị nghe Phật pháp gì nó xác thực không? Quá xác thực luôn á. Một câu A Di Đà Phật nó xác thực cho mình để mà tu. Rồi câu Phật hiệu này mà cứ niệm suốt luôn, rồi nó gói gọn tất cả những cái điều mà nghĩ không phải, nó gói gọn lên hết luôn. Rồi tự nhiên mình không muốn nói nữa, mình muốn niệm Phật không à. Vì sao? Vì niệm Phật an lạc quá nên mình muốn niệm Phật không à. Những Đức xin thưa với quý vị nghe, cả ngày những Đức niệm Phật á. Buổi sáng mới có 1:30 là thức dậy là niệm Phật rồi đó. Chùa mình thì 2:00 thì công phu, 1:30 thì thức dậy niệm Phật rồi. Chùa mình là một năm như một ngày mà. Quý vị nghe cái cô trong chùa mình mà bị hỏi mà sinh hoạt cũng hát không? Trong đây có ai mà coi sinh hoạt chùa mình, nó đưa tay anh coi coi. Có ai coi không? Nó có người coi đó. Vui vô cùng luôn. Buổi sinh hoạt đó coi chắc cười bể bụng luôn quá. Thôi cười bể bụng thì đừng cười. Cười ra Phật thì cười. Coi cô kia cô nói rằng là 30 năm rồi con mới thấy được cái niềm vui lớn như vậy đó thầy. Cô cái cô ca cũng hay thiệt. Cô nói rằng là chùa hộ pháp đậu hũ chấm muối tiêu, một ngày 3 buổi, một năm 365 ngày như một ngày Iran. Rồi một ngày tu 4 thờ, một năm 365 ngày như một ngày Iran. Mà bả ca thì mắc cười lắm, cứ Iran. Thấy chưa? Thì thấy cứ là lai ra vậy thôi à. Vậy mà bây giờ chúng trong chùa mình quen à. 1:00 là người ta thức ra đi niệm Phật à. 1:00 thức ra đi niệm Phật. Người vô đây cộng tu cũng thức theo luôn. Tới ngày cuối tuần đi về, những Đức hỏi vô đây mới có 1:00 thức rồi đi tu, vậy có buồn ngủ không? Bà nói ngộ quá, sao vô đây tỉnh queo. Những Đức nói vì trong đây niệm Phật nhiều quá nên tỉnh queo rồi, chứ về nhà 1:30 cô thức đố mà cô thức nổi. Thức nổi đâu. Nó chùa mình thì quen rồi, 1:00 nhận Đức thức dậy niệm Phật. Qua đây tu một thời xong nói chuyện cái tới 6:00. 6:00 xong xuống nhà ăn ăn cơm một phát cái là bắt đầu là lo công việc cả ngày. Rảnh lúc nào niệm Phật lúc nấy niệm Phật suốt luôn. Cứ ngồi trên phòng mấy tiếng đồng hồ cũng được, chứ cái niệm Phật thôi. Hồi sáng nhận Đức gặp một bà cô này á, bà em cũng bị tai biến mà ông anh cũng bị tai biến. Mà ông anh ông nghe những Đức nói chuyện được 2 năm nay thì quý vị biết rằng nhìn sắc diện ông rất khỏe mà tai biến nhẹ hơn cái bà em. Những Đức quay qua những Đức nói với cái cô em, những Đức nói rằng về cố gắng niệm Phật, những Đức tặng cái chiếc máy nghe pháp nè, chiếc máy bấm số nè, cứ niệm Phật đến cùng đi. Cái cơ hội tai biến không cần làm gì, ngồi trên xe lăn cứ niệm một câu Phật hiệu. Những Đức không bị tai biến mà những Đức mỗi ngày trên phòng cũng như người bị tai biến kìa. Quý vị suy nghĩ đi, những Đức xuống nhà bếp nấu ăn chỉ có 2 tiếng hồi xong rồi. Rồi là tất cả thời gian từ giờ đó cho đến tối đi tu xong một thời tới 8:00 buổi tối là toàn bộ những Đức đều là ở trên phòng hoàn toàn hết luôn, ngồi trong phòng luôn, niệm Phật suốt luôn, niệm Phật hoài, cầm cái máy bấm số niệm Phật hoài đó. Dù là không bị tai biến mà cũng như người bị tai biến ngồi chỗ luôn. Nhưng mà quý vị biết rằng là càng niệm Phật thì mới thấy ôi sao nó vui dữ vậy ta, nó vui mà không muốn bước ra khỏi cái phòng luôn á. Cái này là uống nước nóng lạnh tự biết quý vị ơi. Tùy quý vị có tin không tin kể quý vị. Nhưng mà ai mà đi nói giả làm chi. Nói giả cũng không cầu tiền mà nói giả làm gì. Phi quý vị niệm Phật mà nói giả cũng tốt nữa. Nhưng mà đây là chính thực hành làm thấy rõ ràng. Từ sáng đến chiều tối niệm Phật. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng luôn. Càng niệm càng vui. Niệm chứ rồi nó gọt hết những cái tâm lo âu sợ hãi gì sạch luôn. Rồi trong chùa 400 người luôn mà không có lo hết gạo hết gì chứ. Mà ngộ không lo hết gạo thì gạo nhiều. Gạo nhiều lắm. Nó công nhận luôn á, chùa mình có nói hoài gì mà người ta vẫn cúng nhiều à, ngộ vậy đó. Quý vị biết rằng là vừa 11 tấn cho người khiếm thị, bữa nay 8 tấn nữa kìa. Mà đông người ăn gạo gì mà gạo càng nhiều thì rất là mong mọi người nên chân thật niệm Phật. Khi bỏ báo thằng này hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật.
Chúng ta chắp tay lên hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bữa nay trời mát đó, quý vị đi thẳng ở ngoài sân đó, khi phóng sanh đó, quý vị thấy chim bay thích lắm. Đi thẳng ở ngoài sân được đó nghe. Mỗi tuần về đây cũng có một số người ghi cầu an cầu siêu. Thí dụ trong đây rất là đông, nếu đọc người này không đọc người kia thì không thù thắng đâu. Nên chúng ta đều hồi hướng chung hết đi là thù thắng nhất quý vị. Có khi đọc một hai cái tên mà một số người ta nói rằng là tôi cũng muốn cầu an cầu siêu mà không có ghi, chắc không có đọc, bữa nay chắc không có được cái gì quá à. Nên vậy thì Phật Pháp đâu có đúng đâu, đúng không? Chỉ cần chúng ta làm điều tốt là có thôi, khỏi cần đọc cũng không sao đâu, nhớ đó. Nên những đức thấy rằng là mỗi từng chùa mình á, quý vị về đây rất là thù thắng. Nhất là các cháu nhỏ nè, cũng được kết duyên thù thắng nè. Tại vì về đây được nghe câu Phật hiệu, nghe Pháp, rồi được niệm Phật xong được cúng đĩa thực phóng sanh nữa. Rồi có những người mà mang cái nghiệp phá thai, vì về đây là hương linh thai nhi đi theo về đây nè. Mà giờ cúng đĩa thực này là các cháu được hưởng tài thọ thực. Rồi các cháu thích ở đây thì được ở đây. Đó. Rồi mình đem công đức hồi hướng cho các cháu. Các cháu cái tâm hoan hỷ đó, không có theo đòi nợ nữa. Đây là cái chỗ rất thù thắng rồi. Khi cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình chưa siêu thoát đó, mình về đây họ cũng về đây nữa. Họ về đây họ nghe Pháp rồi xong họ hưởng tài thọ thực. Nguyên cái đại chúng này khi á, mà mình mà cúng đĩa thực, mình niệm Phật, quý vị chân thật, quý vị niệm câu Phật hiệu rinh rang lên. Những đức có một lần nghe một cái vị này, cái vị này là nhà ngoại cảm nghe, ông nói rằng lúc mà ông ăn mặn chưa biết niệm Phật đó, cúng á, thì nó không thù thắng, ông thấy không thù thắng đâu. Nhưng sau này ông biết niệm Phật á, khi mà cúng thí thực này mà ông niệm Phật lên á, thì tự nhiên ông thấy hương linh người ta mừng, người ta vui, người ta bay 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 lên, người ta vui lắm. Không chỉ là cả cái đại chúng này, quý vị niệm Phật mà cúng người ta là thù thắng lắm á. Rất là thù thắng nghe không? Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình hộ pháp phát bồ đề tâm, tụng kinh niệm Phật lễ Phật phóng sanh cúng thí thực. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu an cho toàn thể đại chúng, nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc, phát bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp mắc mà chưa được siêu thoát và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị lõi cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đằng Phật tử chúng ngã kim tí nhờ cung, thực biến thập phương nhất tiên từ công, nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhân tiệt, ngà đằng dư tự giai cộng thành Phật đạo, như đằng ngũ tình chung ngã kim tây nhờ cung, thập phương nhất tiên tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhân tiệt, ngà đằng dư ngũ tình giai cộng thành Phật đạo, như đằng cô hồn chung ngã kim ti nhờ cung, biến thập phương nhẫn tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhân thiên, ngà đằng dư cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, lũng lăng ta bà ha, án ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng, ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đa
biến thiều thành đá dây bảo mạng. Nam mô xả sanh tam bồ tát, nam mô xả sanh tam bồ tát, nam mô xả sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xả sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xả sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xả sanh tam bồ tát, nam mô xả sanh tam bồ tát, nam mô xả sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, tâm lôi nhẹ. Cô hồn ơi, ú vị vô danh, nổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, à, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp phát bồ đề tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật Pháp, được chư vị đồng tu mô các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A-di-đà được một pháp danh là Diệu Âm. Khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài cả mô các loài chúng sanh này đó là tài thí. Khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nơi nào chúng ta cũng được trí tuệ thông minh. Và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ra nơi nào chúng ta cũng có sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tâm không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tâm không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tâm không đọa vàng sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di
A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.